200 triệu. Nay bên shop về rất nhiều mã hàng thì em lại tiếp tục lên video gửi tới các bác nhá. Vít cân ký lại tiếp tục về nhá. Rồi máy xay sinh tố, bếp hồng ngoại này. Rồi chảo chống dính hàng Nhật xuất nhá. Rất nhiều mã hàng mới lên cho anh em các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bỏ trên ghế mình luôn. Thì đầu tiên em lên cho bác cái vít cân ký nhá. Đây nó sẽ là 1 kg này. 1 kg của nó thì nó sẽ vào khoảng là từ 1 kg thì nó sẽ là vào khoảng từ 10 đến 12 chiếc nhá, từ 10 đến 12 chiếc to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản là như này quá nhá. Còn nó sẽ có thể thay đổi tại vì hàng cân ký chứ không phải là hàng bán theo cái, cho nên là các bác có hết sức thông cảm thôi. To nhỏ lớn bé dẹt tròn mẹ con đầy đủ cả. Đây em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đây. Cái cân của nó thì khá là nhiều luôn. Số lượng của nó thì nó sẽ là trên 10 chiếc nhá. Trên 10 chiếc và giá thì sẽ là 101. Tính ra các bác mua chỉ mất đâu đó vào khoảng là 8 đến 10.000 cho một chiếc vít như này thôi nhá. Đấy, 8 đến 10.000 cho một chiếc vít như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn luôn. Thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đây nhá. Số lượng của nó là 1 cân các bác này, 1 cân đây. Đây, 1 cân nhá. 1 cân thì các bác sẽ nhận được này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12 nhá. Đấy, cơ bản như này. Đấy, còn đếm kỹ thì nó khoảng 13, 14 chiếc. Tính ra các bác mua vào nó chỉ mất được khoảng là 10.000 thôi. 10.000 cho một chiếc này thôi. Chưa đến 10.000 đâu các bạn. Đây, 2 này, 4 này, 6 này, đấy, 8 này, 10 này, 12 này, 14, 15. Đấy, đây là em đếm sơ bộ như vậy nhá. Còn là em sẽ bảo hành cho các bác là 1 cân là sẽ trên 10 chiếc nhá. 1 cân sẽ trên 10 chiếc. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một cân như này, 110.000 cho một cân nhá. Còn các bác mua nửa cân thì giá sẽ tốt cho các bác là giá sẽ là 60.000. Đấy, nửa cân thì nó tầm này các bác này, nửa cân thì tầm này. Đấy, nửa cân thì sẽ là từ khoảng 5-6 chiếc nhá. Giá của nó thì nửa cân thì hôm nay bên em sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Đó. Nửa cân thì sẽ về cho các bác cái giá tốt hơn một chút. Giá của nó sẽ là một nửa cân thì giá sẽ là 60k. Đấy. Thì các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vít cân ký này. Vít cân ký nhá, vít cân ký. Giá của nó sẽ là 1 kg nhá. 1 kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k. Còn 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k. Bán lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút, các bác hết sức thông cảm thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng bộ sản phẩm đó là cái mũi khoan tháp các nhá, mũi khoan tháp đa năng. Con này thì khoan được tất cả chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Lên cho em là mũi khoan tháp nhá. Đấy, lên cho em là 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp giá sẽ là 180.000. Hàng của thương hiệu Unica Japan nhá, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý. Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 mũi kèm thêm cho các bác là một cây lấy dấu nữa nhá. Đấy. Tức là các bác sẽ nhận được là 6 món này, 1 2 3 4 5 với một cây lấy dấu nữa là 6 món. Đấy, thì mũi của nó sẽ là từ 4 đến 32 này, từ 4 đến 24, 4 12, 4 đến 8 nhá. Đó, đầy đủ các mũi này cho em này. Đó, chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ là sắc bén luôn. Đấy, sắc bén luôn nhá. Đây. Lấy dấu thì các bác chỉ cần là nhấn như này cho em là có dấu này. Đấy, nhấn này là có dấu các bác này. Đấy. Các bác nhấn này cho em là có dấu này. Đó. Đấy các bác này, đây, dấu nó ra các bác này. Dấu ra rất là rõ luôn. Đó, dấu ra rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy, nhấn này là có dấu rồi. Các bác cứ nhấn, nhấn nhẹ nhấn đều tay này là cái lò xo nó sẽ nảy là có dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này, giá của nó sẽ là 180.000. Giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng thép gió mạ titan nhá. Đấy, chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Kích thước con này thì từ 4 đến 32. Hàng thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan các bạn, dày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 180k. Hàng của Unica Japan này. Đấy. Unica Japan. Đó, Unica Japan. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái lô chảo nhá. Chảo này thì nó sẽ là hàng cao cấp, hàng chảo chống dính cao cấp này. Đấy, không chứa EAPOA này. Đấy, tốt cho sức khỏe quá nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng kết cấu đáy của nó là 3 lớp nhá. Con này thì 24 cm. Hàng này thì các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác lên các bác cứ gõ cho em là công ty Five Star này. Five Star là nó sẽ ra. Hàng này nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng Việt Nam. Sản xuất ở Việt Nam và xuất sang thị trường Nhật nhá. Đây, Made in Japan này. Hàng Việt Nam xuất Nhật các bác nhá. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Phần con này thì nó sẽ là 24 cm. Cho nên các bác lên cho em là chảo 24 nhá. Chảo 24.
Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con chảo 24 như này, 290k nhá. Lên cho em là chảo 24, đáy của nó là 3 lớp, các bác có thể đun bếp từ, bếp halogen, bếp hồng ngoại được hết nhá. Chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Chống dính của nó là dạng chống dính lưới, siêu chống dính cho các bác luôn. Đáy này của nó sẽ là 24 cm nhá, chảo 24. Thì lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Đó, lên cho em là chảo 24, giá sẽ là 290k nhá. 290k cho con chảo 24 như này. Đó, chống dính 3 lớp luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác cái chảo 30 nhá. Con này thì các bác lên cho em là chảo 30 này. Đấy, con này thì cực kỳ to luôn. Cán của nó bằng inox hết này, quai dập đặc cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đinh đột đinh điếc cực chắc luôn, mua một con này thì bền vĩnh cửu luôn. Dùng từ đời nọ qua đời kia các bác nhá. Rất là dày các bạn, rất là dày. Đó, rất là dày luôn. Thì em sẽ cân cho các bác xem luôn. Cái cân nặng của nó nhá. Đây. Thì con to này của nó thì nó sẽ là nặng là 1,4 cân nhá, gần 1,4 cân. Đấy, con to này là nặng gần 1,4 cân này. Rất nặng luôn nhá, dày dẫn chắc chắn nhá. Nặng là 1,4 kg này, 1,4 kg. Lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Giá của nó sẽ là 370.000 nhá. 370k cho con chảo 30 như này. Con này các bác mua là cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Đế 3 lớp này, hàng logo của hãng này. Hàng này nó sẽ là hàng xuất đi Nhật nhá. Việt Nam xuất đi Nhật. Đây, chống dính lưới này, cực kỳ dày dẫn luôn. Đấy, made in Việt Nam nhá, made in Việt Nam. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Đấy, và hàng xuất đi Nhật. Đấy, xuất đi Nhật. Đấy, còn con này thì con 24 này của nó thì nó sẽ là 8 lạng nhá. Đấy, con 24 này thì cân nặng của nó sẽ là 8 lạng này. Đó, 8 lạng và giá của nó sẽ là 290k. Lên cho em là chảo 24. Chảo 24 nhá. Đấy. Con này thì nặng 8 lạng và giá sẽ là 290.000. Còn con chảo 30 này thì nặng là 1,4 cân, rất là nặng luôn. Cầm thích lắm các bạn, đầm tay, dày dẫn chắc chắn, rất là dày luôn. Đấy, inox sáng bóng này, đáy 3 lớp này, bếp từ halogen hồng ngoại các loại bếp sơ được hết. Giá thì sẽ là một hai con như trên. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp hồng ngoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là bếp hồng ngoại này. Đấy, nó sẽ là một con bếp hồng ngoại như này. Đấy, con này sử dụng điện 220V. Đấy. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây. Bọc của nó là bọc thép hết này. Đấy. Điện của nó là công suất là 2000W và sử dụng điện của nó là 220V nhá, 220V. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Matika con này. Đấy. Matika, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Nó có cả sách ấy đấy. Có cả cái bảng thẻ đọc đấy. Đọc thẻ ấy. Đấy. Bác lấy có cái thẻ hay là nguyên quyển sách mở ra được. Đây. Công suất của nó là 2000W này, điện 220 đến 240V 50Hz nhá. Kích thước của nó là 45 x 86 này. Đấy, 45 x 86 nhân với lại 33 nhá. Đấy, 33 coi nhá. Đó thì đây em sẽ cắm điện trực tiếp cho xem luôn. Cắm điện 220 nhá. Đấy các bác cắm vào phát là bật lên là xong này. Đấy. Đây các bác này. Đây. Các bác chọn chế độ này, chế độ lẩu hoặc là các chế độ này, sau đó thì các bác tăng giảm nhiệt độ cho em này. Đó, và có cái hẹn giờ luôn nhá. Đây, con này thì bật phát là nóng hổi luôn các bác nhá. Sờ vào rất là nóng luôn các bác, rất là nóng luôn này các bác này. Đấy. Bật phát là nóng luôn, nó rất là nhạy các bạn, rất là nhạy này. Tăng giảm này, tắt nguồn đi các bác này. Đấy. Rất nhanh luôn. Đó. Và con chảo này thì đun thoải mái nhá. Đấy, con chảo này đun bếp hồng ngoại là thoải mái luôn các bác này. Đấy, đun bếp hồng ngoại thoải mái luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một con bếp hồng ngoại như này. Đấy. Đặt lên phát là nóng luôn các bác này. Đấy. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá, bếp hồng ngoại. Đấy, đây thì khi mà em hướng dẫn các bác khi sử dụng nhá, về nhà thì các bác chỉ cần nhấn cái nút nguồn thì nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác chọn chế độ cho em này. Đấy, chọn các chế độ cho em. Đây. Đấy, mình dùng chế độ nào thì mình nhấn vào cái chế độ đấy cho em là xong nhá. Đó, sau đó thì mình tắt đi này, rất là ngon luôn. Có hẹn giờ này. Đấy, 800W này, 60 phút này, 1600W 90 phút này và 2000W là 120 phút này. Đó, đây đầy đủ các chế độ cho các bác nhá. Giá thì một con bếp hồng ngoại như này, cái shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500k nhá. Đấy, 500. Con bếp hồng ngoại là bao nhiêu nhỉ? 500 á? Các bác lên mã giúp cho em đó là bếp hồng ngoại nhá. Đó, bếp hồng ngoại này. Đó. Bếp hồng ngoại giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k cho con bếp hồng ngoại như này, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay các bác nhá. Máy xay thì bên shop về cho bác cái dòng máy xay như này. Một con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá, Sato. Hàng cũng là hàng xuất Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật cho bác luôn. Đây. Con này thì hàng sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, sản phẩm đạt chất lượng cao luôn. Đấy. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật như này. Đây, logo cờ Việt Nam và cờ Nhật đây. Con này thì hàng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con
cối xay khô như này này. Đầu tiên sẽ có cho các bác là một con cối xay khô nhá. Sẽ có cho các bác là một con cối xay khô như này. Con này thì nó sẽ có cái lẫy sập như này, cho nên là khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em. Sập đúng lẫy là ăn tiền các bác nhá. Đấy, đúng lẫy này. Các bác sập đúng lẫy này, xoáy vào cho em là xong này. Đó, đầu tiên là đây. Đấy các bác này, xoáy rất mạnh luôn. Đấy. Nó sẽ có hai số luôn nhá, hai số luôn. Con này thì các bác có thể xay thịt, xay làm giò, làm giếc đều được nhá. Nắp của nó thì nó cũng là dạng nắp sập lẫy như này, cho nên là rất là tiện con này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con này thì nó sẽ là xay khô này, các bác xay tiêu, xay gạo, xay điều hoặc xay các cái loại hạt ở đây đều được hết nhá. Xoáy ra này. Đây nó sẽ có hai cái lưỡi như này. Các bác cho các loại hạt vào đây cho em. Đó. Dòng này của nó sẽ là có cái tính năng sản xuất là đời mới luôn. Ăn muối như này và cái lẫy nó sập như này, sập có ba cái khe sập như này. Ba cái khe này các bác này. Thì các bác gần như là lắp cối vào, sau đó thì mình xoay vào, xoay theo chiều kim đồng hồ như này thì nó mới sập lẫy thời gian này. Đấy. Và khi các bác xay thì nhớ giữ cái cối này cho em. Đó. Đây. Máy chạy cực kỳ khỏe luôn, em mới có để số 1 thôi. Đấy, còn con này thì các bác có thể xay các cái loại hoa quả này hoặc xay cua, xay kiếc vào cái cối to này cho em này. Đấy, đây. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Đậy cái nắp này vào này. Đấy, đậy cho em cái nắp này vào. Đó. Đây. Đậy cho em sập cái nắp này vào là ok nhá. Đấy. Đây, các bác này. Đấy, xay rất là ngon luôn các bác này. Đó, xay rất là ngon luôn. Đấy. Hai số nhá, cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Hai số cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, cực kỳ là ngon lành luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con máy như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít này, 530W này. Đấy, khối lượng 2,1 kg. Hàng thì hai chữ song ngữ Việt Nhật luôn. Kích thước của nó là 265 x 172 x 270. Đó, đầy đủ các thông số như này cho các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy xay sinh tố à? Máy xay sinh tố đúng không? Máy xay sinh tố giá sẽ là 650.000 nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, xay sinh tố giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này. Hàng bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán nhá. Đấy, kiểm tra chạy thử bằng máy thôi chứ còn không thử đồ các bác nhá. Các bác thông cảm, hàng mới không thử đồ được. Đây, củ kiếc của nó cực kỳ là chắc luôn các bác nhá. Đấy, củ kiếc cực kỳ chắc luôn. Hàng còn nguyên tem niêm phong này. Đấy. Ngày sản xuất này 24 tháng 4 2023 này, sản xuất tại công ty điện tử Việt Nhật này. Đây. Đấy, công thông số tông suất đàng hoàng, máy xay sinh tố đa năng nhá. Có mã đàng hoàng. Các bác cứ lên mạng các bác tra cái mã này nó sẽ ra là trên mạng họ đang bán cả tiền triệu đấy nhá. Đấy, nhưng riêng bên shop bán cho bác giá cực tốt luôn rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá, hàng của thương hiệu Mega Hau, được phân phối và nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Mega Hau nhá. Đấy, có địa chỉ đàng hoàng, có tem bảo hành các thứ đàng hoàng, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và con này thì nó sẽ là một trong những cái dòng ấm cực kỳ là chất lượng nhá. Đó. Nó sẽ có cho các bác là một cái con lưới lọc inox như này, inox 304 nhá, một con lưới lọc inox như này. Thì con này dùng nó rất là thích, ví dụ như các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại chất mình pha chế vào đây thì mình bỏ vào, sau đó thì mình đậy nắp lại là mình đun thôi. Thì nó rất là tiện. Ví dụ các bác pha chè, pha cà phê, pha các cái loại hạt các thứ đều ok hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là công suất của nó sẽ là 2000W này, sử dụng điện 220V và 1.8L nhá, 1.8L. Đấy, dung tích của nó là 1.8L, rất là thuận tiện cho bác sử dụng luôn. Mắc của nó là 1.8L nhá, hàng trắng, hàng bằng thủy tinh nhá. Bằng thủy tinh thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đây em sẽ test thử đun cho bác xem này. Đấy. Đây khi mà đun thì nó sẽ đây em sẽ cho nước vào đun cho bác xem nhá. Đấy, cái này thì em vừa mới cho nước vào rồi. Đó, đây các bác này. Đây. Cho nước vào ấm này. Đó, cho nước vào ấm nhá. Sau đó thì đây em phải cho nước sôi vào rồi. Đây các bác này. Đấy, bật là nó sẽ lên này. Khi bật đèn, khi mình đang đun mà bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh này nhá. Đấy, nó sẽ lên màu xanh như này này các bạn này. Đó. Thì rất là nhanh sôi luôn các bác nhá. Đấy. Khi đun bật đèn thì nó sẽ lên màu xanh như này. Dung tích của nó sẽ là 1,8 lít nhá. Con này thì nó sẽ là hàng xuất đi rất là nhiều nước luôn này. Anh này, Pháp này, Ý này, Italia, Hàn Quốc này, rồi Ả Rập này. Đó. Hàng xuất đi mấy chục nước luôn. Rất là uy tín các bạn này. Đó. Dung tích của nó là 1.8L nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Điện 220V 50Hz, công suất của nó sẽ là 2000W nhá. Siêu nhanh sôi luôn nhá, siêu nhanh sôi luôn. Đấy. Thì khi mà nó đun thì nó sẽ là có cái đèn màu xanh ở đây. Đây, có cái đèn màu xanh này các bác này. Đấy, có cái đèn màu xanh đây các bác này. Đấy, còn khi mà nó ngắt thì nó sẽ mất cái đèn. Đó, sẽ là tự ngắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Hàng thì các cái phần
kết nối này của nó đều là 100% là bằng đồng hết nhá. Đấy, các phần kết nối điện này đều bằng đồng hết này. Kết nối điện bằng đồng hết cho nên các bác dùng nó rất là thích luôn. Đó. Kể cả cái phần đế này cũng thế này, cái phần đế này. Đấy, kết nối điện bằng đồng và có bo inox này, rất là đẹp, sáng bóng đẹp này. Kết nối lấy điện đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng vàng au luôn. Rất là đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức giá của nó sẽ là 290.000 thôi, giá cực tốt luôn. Đấy, ấm siêu tốc Đức nhá. Đó. Ấm siêu tốc Đức này, đó, ấm siêu tốc này, bỏ ra anh cái ấm Hàn luôn. Ấm siêu tốc Đức này, giá của nó sẽ là 290k nhá, 290k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán nhá. Đó, con này thì dung tích của nó sẽ là 1,8 lít. Ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác một cái phần lưới lọc như này nhá. Đấy, có một cái phần lưới lọc như này. Thì các bác cho trà, cho cà phê rồi ngũ cốc rồi các kiểu con này điều vào đây, rất là ok, rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, giá này cũng rất là hợp tình hợp lý và sản phẩm cũng rất là chất lượng nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái dòng ấm của Hàn Quốc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Công suất thì 1.500W, điện 220V. Và con này thì nó to hơn, dung tích của nó sẽ là 2,5 lít. Con này thì nó sẽ là một dòng ấm siêu tốc bình thường thôi. Nó sẽ không có lưới lọc nhé, không có lưới lọc. Đấy, và bên trong của nó thì bằng inox. Đây, 2,5 lít này. Bên trong của nó bằng inox nhá. Đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Bên trong bằng inox siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây. Đấy. Hàng thì sẽ là điện 220V này. Đấy, 50Hz này, 1500W và 2,5 lít nhá. Rất là ok cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn, dung tích 2,5 lít, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đây. Đấy, khi đun thì khi cắm điện mà thì nó cũng có đèn báo các bạn. Đây, sẽ có một cái đèn báo ở đây các bạn này. Đấy, có đèn báo xanh này. Đây, màu xanh các bạn này. Đấy, em tắt đi này. Màu xanh ở chỗ tay em che này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ nhìn hơi tối một chút, qua màn hình thì nó không rõ lắm đâu. Đây các bạn này, màu xanh này. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn nhá. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Ấm siêu tốc Hàn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Hàn Quốc giá của nó sẽ là 130k nhá, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc. Đó, có ấm của Đức, ấm của Hàn. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Cái giá cả thì cũng khá là hợp lý cho các bác lựa chọn thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá. Đấy, kéo cắt cành trên cao. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng kéo rất là chất lượng cho các bác nhá, rất chất lượng. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho bác, hàng nội địa của Nhật này, cực kỳ là cao cấp luôn. Japan nhá. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần cho em cái đầu ấy vào đây, cái đầu cái xào hoặc cái tip vào đây là xong. Đó, thì mình cắt thôi. Và đây nó sẽ có thêm cái đầu cưa nữa, về nhà các bác lắp cưa vào là xong. Đó. Các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành này. Đấy. Kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao. Bên shop bán rất là nhiều mẫu kéo cho nên là các bác lên đúng mã cho em, 130k nhá. 130.000 cho cái kéo cành trên cao như này. Đấy, giá rất là tốt cho bác luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp cho em một cái xào vào cái đầu này thôi. Sau đó thì mình lắp đầu cưa vào là mình cắt thôi. Nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Các bác có thể cắt được những cành nhỏ, cành to thì mình lại lấy cưa ra mình cưa luôn. Đó, sẵn đầu cưa như này rồi, về nhà chỉ cần lắp vào cái xào này là xong. Rất là tiện dụng các bác này. Đấy, cắt này. Cắt thì nó có dây, có quai đeo cho mình rồi. Có dây, có quai đeo, có tay cầm. Đấy, cắt rất là ngọt luôn. Thì vừa cắt vừa cưa mà cái giá nó rất là hợp lý, chỉ có 130.000 cho cái bộ sản phẩm này thôi. Các bác nên mua nhé. Đây. Dây dù thì dài khoảng từ 2 đến 3 mét để các bác đưa lên cao nhé, và có cưa luôn. Đấy, có lò xo cắt đẩy cực kỳ là ngon, giá chỉ có 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái lưỡi cắt sắt inox nhá. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, bên shop thì bán theo combo như này. Một hộp này của nó sẽ là 100 cái nhá, 100 cái, hàng của thương hiệu Guda của Nhật, và nó sẽ là dòng lưỡi cắt đỏ nhá. Đấy, lưỡi đỏ là một trong những dòng lưỡi cực kỳ cao cấp rồi. Một hộp này của nó là 100 chiếc nhá. Hộp này 100 viên, 100 lưỡi các bác nhá, 100 lưỡi. Đây, kích thước của lưỡi là cái thông số này các bác nắm cho rõ này. Đấy, 107 nhân với lại 1.2 này. Đấy, cái đường tròn này của nó là 107 này, tròn này 107 này. Chiều dày là 1.2 và chiều rộng của lưỡi là 16 mm nhá. Đấy, 16 mm đó. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bên shop bán theo combo nhá. Bán lẻ thì sẽ là từ 5 chiếc trở lên. Mên lưỡi cực kỳ là dày luôn. Mên lưỡi cực kỳ là dày cho nên các bác cắt thì không bao giờ lo bị vỡ lưỡi và bị bật vào mặt. Đấy, nó chỉ có sụn ra thôi các bác nhá. Đấy, ví dụ nó bị quăng quật thì nó sẽ sụn ra. Đấy, chứ không bao giờ nó bị bay cả mảng vào mặt đâu. Đó, hoặc bay cả mảng ra ngoài rất nguy hiểm nhá. Đó, và cái lưỡi cắt này thì nó sẽ có 3 loại là xanh, đỏ và vàng. Xanh, vàng, đỏ, vàng, đỏ, xanh. Thì
Lưỡi đỏ này là lưỡi cao cấp nhất rồi. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đó. Lưỡi cắt sắt inox này, đó, lưỡi cắt sắt này. Đấy, inox này. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. 5 cái thì sẽ là 35k này, 5 cái là 35.000. Đấy. Và một dây này của nó là 25 chiếc này, 25 chiếc nhá. Đấy thì bán theo dây. Đó, ví dụ như là 5 cái này, 5 cái là bằng 35k nhá. Đó. Một dây là 25 cái là sẽ là bằng 130.000. Đấy. Và 50 cái thì sẽ là bằng 220k và bao ship nhá. Và 100 cái thì sẽ là 380k và cũng bao ship luôn. Đấy thì mua càng nhiều giá càng tốt. 100 cái là 380.000, tính ra là vào chỉ mất 30.000 ship, còn có 35.000, tức là vào có 3.500 cho một cái thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. 3.500 cho một lưỡi như này. Đấy, bác nào làm thợ làm nghề thì nên mua cả hộp này luôn. Đấy, có hộp sẵn như này về nhà các bác đựng nó cũng rất là ngon. Đấy, rất là tiện dụng này. Đấy, có hộp sẵn này rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt inox nhá. Các bác lên cho em là xin lỗi các bác là xịt chống thấm nhá. Để xịt chống thấm thì nó sẽ là một cái dạng bình xịt như này. Đấy. Và con này thì nó cực kỳ là hiệu quả luôn khi các bác xịt lên các cái bề mặt này. Đấy, xịt lên các bề mặt như này. Đấy. Nó sẽ là thuộc dạng cao su non như này. Khi xịt lên các bề mặt thì nó sẽ phủ, nó sẽ là nano nhá. Đấy, và nó sẽ phủ lên các cái phần bị thấm rột này. Đấy, nó sẽ là một cái dòng nano bọt như này. Đấy. Và nó sẽ phủ lên các cái phần thấm rột nhá. Và nó rất là hiệu quả luôn. Đấy, các bác thấy không, em vừa xịt xong mà nó đã phủ kín các cái phần khe kẽ như này rồi. Đó, và các bác để khô là nó sẽ rắn như đá luôn nhá. Thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong công nghệ chống thấm rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bình xịt chống thấm như này. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá của nó sẽ là 50k xịt chống thấm này. Giá sẽ là 50.000 cho một bình như này. Đó, xịt chống thấm. Xịt chống thấm này. Đó. Xịt chống thấm giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trên cái bình xịt chống thấm như này. Dung tích của con này thì nó sẽ là 450ml nhá. 450ml các bác dùng thì rất là ok. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, sản phẩm test thực tế cho các bác xem luôn nhá. Xịt ra thực tế cho các bác xem luôn này. Đấy, nó sẽ phủ lên các cái phần vết nứt này. Đấy, vết nứt vết thấm rột ở trên tường, trên các cái bề mặt rất là ok. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Các bác này. Đó. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị lứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo cùng các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông. Đó, rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con bình xịt chống thấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn bão nhá. Các bác lên cho em là đèn bão đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái phần em vừa xịt đây này. Đấy, nó khô dần và nó sẽ thấm, nó sẽ phủ lên các cái phần bị vết nứt nhá. Đấy, nó là cao su non cho nên là nó có sự đàn hồi rất là tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn bão này. Con này rất là tiện luôn. Đấy thì mưa gió bão bùng các bác có thể dùng để mình sử dụng này. Con này thì hai chức năng, vừa là đèn sáng này, vừa là quạt mát luôn. Quạt của nó rất là mát thôi nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó kêu rất là mạnh luôn. Đấy, vừa làm quạt vừa làm đèn được luôn. Đó đây. Và có tấm pin năng lượng mặt trời để các bác có thể sạc năng lượng mặt trời đề phòng khi bão gió mất điện nhá. Rất là tiện này. Đấy, ăn cơm ăn nước các bác chỉ cần kéo lên như này hoặc treo lên cho em rất là tiện luôn. Quai sách như này rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con đèn như này thôi. Vừa làm đèn vừa làm quạt mát rất là tiện luôn. Đấy, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời các bác này. Đấy, ngoài ra thì ở đây các bác còn có thể lắp được cả pin con thỏ nữa nhá. Các bác có thể lắp được pin con thỏ nhỏ nữa, các bác có thể lắp thêm pin con thỏ nhỏ vào đây nếu như mà hết pin năng lượng mặt trời. Đó, đề phòng mất điện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là đèn bão nhá. Quạt thì rất là mát và đèn thì rất là sáng. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho một con đèn bão như này. Lên mã cho em là đèn bão, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop và muốn tiếp tục về cho bác một số cái mã dòng đồ siêu tầm. Đấy, hàng rất là xịn sò để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em. Và cũng rất là cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom tứ lung tung các bác nha. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn dầu các bác nhé. Các bác lên cho em là đèn dầu. Con này thì rất là tiện luôn. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 25cm. Đó, cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng một cái giọng nhựa trong nhá, cho nên là vận chuyển các thứ thoải mái luôn. Nó sẽ có bấc để các bác có thể cho lửa to lửa nhỏ như này. Về nhà thì các bác xoáy cái lẫy này ra này, đổ dầu vào đây cho em, xoáy cái lẫy này ra đổ dầu vào đây nhá,
Đấy, con này thì các bác đổ dầu vào đây, nó sẽ là một con đèn dầu rất là tiện. Thì các bác có thể mua dầu ma rút, cái dầu chạy công nông đấy, về nhà mình đốt như bình thường nhá, đốt như bình thường. Đây nó sẽ là một cái khuy như này để các bác có thể nâng lên để mình châm này, châm xong thì mình thả nó xuống này. Đây nó sẽ có khuy này, các bác nâng lên nhá, xoay đi xong mình châm lửa, sau đó thì mình thả xuống rất là tiện. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, một con đèn dầu như này. Đó, bỏ anh kích thước này. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Đó, đèn dầu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 135k. 135k cho một con đèn dầu như này. Bỏ anh kích thước này. Đó, một con đèn dầu rất là đẹp luôn. Đây. Đây các bác này, đây. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn các bác nhá. Đó. Ở đây thì con này cái chiều cao của nó tổng thể nó sẽ là vào khoảng là 27cm nhá. 26-27cm, chiều cao tổng thể 26-27cm. Còn cái chiều ngang này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 16-17cm nhá, 16-17cm. Nguyên cái phần vành để đựng dầu này thì nó sẽ là 12cm. Đấy, 11-12cm. Và các bác có thể treo cũng được, treo cũng được mà mình để trực tiếp ở dưới mặt đất thì này được, nó rất là đẹp luôn, rất đẹp, rất khuân sinh. Màu thì nó sẽ là màu giả cổ như này, màu giả cổ rất là đẹp nhá. Hàng của Nhật thiết kế cực kỳ tinh xảo, kiểu dáng đẹp, trang nhã hiện đại nhá. Đó. Giá sẽ là 135.000 lên xem là đèn dầu nhá. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo đó là một số cái mã đồ siêu tầm này. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con thiên nga nhá, con thiên nga. Con này thì rất là đẹp luôn, các bác dùng để mình làm gạt tàn này. Đấy, con này thì cái kích thước của nó sẽ là chiều ngang của nó sẽ là 13 và chiều cao của nó sẽ là 16 nhá. Con này thì giá sẽ là 190.000. Các bác lên cho em là thiên nga gạt tàn nhá, hoặc gạt tàn thiên nga. Đó, tại vì bên em có cả lọc rác thiên nga nữa cho nên các bác lên đúng tên cho em. Đó. Lên cho em là gạt tàn thiên nga nhá, là gạt tàn thiên nga. Đấy, tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Phần trăm đồng của nó thì vào khoảng từ 15-20% đồng mạ bên ngoài cho nên là nó giữ màu rất là tốt luôn, giữ màu rất là tốt luôn. Đó, con này thì giá sẽ là 190k nhá, lên cho em là gạt tàn thiên nga này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái gạt tàn con heo này. Đấy, gạt tàn con heo, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, con này thì cái chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là 11 nhá, 11. Đó. Và con này thì cũng giá sẽ là 190.000, lên cho em là gà tàn con heo nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng này, sáng bóng rất là đẹp luôn. Đó, hợp kim mạ đồng sáng bóng đẹp. Đó, gà tàn con heo nhá, con này sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Tiếp theo thì đến gà tàn con cóc nhá. Gà tàn con cóc này cũng rất là đẹp luôn. Con cóc ngậm tiền rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn này, bên dưới còn có một đồng tiền xoay này và một hạt ngọc các bác này. Đấy, một hạt ngọc rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k nhá. Các bác lên cho em là gạt tàn con cóc nhá. Đây, từ cái chân tay của nó này, cực kỳ là tinh xảo luôn nhá. Đấy, gạt tàn con cóc này, rất là tinh xảo luôn. Con này thì giá bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là 190k luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể sẽ là 15 nhá. Chiều dài tổng thể sẽ là 15 các bác này. Đó. Và cái chiều cao của nó thì sẽ là 10 nhá. Đấy, 10 11 các bác nhá. Đó. Lên cho em là gạt tàn con cóc nhá, giá sẽ là 190k. Đó, gạt tàn cóc này. Gà tàn cóc 190k ship đấy. 190.000. Đó, gà tàn cóc 190.000. Tiếp theo là đến gà tàn con voi nhá. Lên cho em là gà tàn con voi này. Hàng bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 190k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái con cóc, một con voi như này, chiều dài của nó là 16 cm nhá. Và chiều cao của nó là 11 cm. 11 cm nhá. Đấy, để hôm nào tân gia thì ăn. Đấy, giá của nó sẽ là 190k, 190k nhá. Đấy, 190k cho một con voi gạt tàn như này. Con voi gạt tàn như này giá sẽ là 190.000. Đó, 190.000 cho một con voi gạt tàn như này. Rất là tiện dụng luôn, rất là đẹp này. Chân tay này, đầu óc này, đấy, hoa lá cành, hoa văn rất tinh xảo nhá, cực kỳ là tinh xảo luôn. Đó, em đo video này em sẽ quay chi tiết cho các bác cái đồ siêu tầm này. Có cả kích thước đầy đủ cho các bác luôn nhá, kích thước đầy đủ luôn. Tiếp theo thì đến con rồng đầu rùa nhá. Con này sẽ là con rồng đầu rùa này. Đấy. Con này thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là 18 cm, từ đầu đuôi là 18 cm nhá. Chiều cao tổng thể thì khoảng 13 cm. Đó, 13 cm. Đấy, rất là ngon lành luôn. Bằng hợp kim mạ đồng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn nhá. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cũng 190k luôn nhá. 190k. Đấy, 190k. Lên mã giúp cho em đó là rồng đầu rùa nhá. Rồng đầu rùa. Giá sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con rồng đầu rùa như này. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Con này cũng rất là đẹp. Hoa văn này. Đấy, mình rồng và thân rùa nhá, mình rồng thân rùa,
rất đẹp luôn. Đấy, con này các bác có thể mua làm đồ sưu tầm đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một con cao cấp hơn một chút, đó là con tỳ hưu nhé, con tỳ hưu đó. Con này thì rất là đẹp luôn, ship à. Và con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá nó sẽ cao hơn một chút, con này sẽ là 230.000. Đấy, 230.000 và đã bao gồm phí ship cho bác luôn nhé, 230k, và có kèm thêm cho các bác là phí ship luôn. Đơn hàng từ trên 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship nhé. Lên mã giúp cho em đó, đó là rồng đầu rùa nhé, rồng đầu rùa. Lên mã giúp cho em, nó gì đã chuyển. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu nhé, tỳ hưu giá sẽ là 230.000 đó, tỳ hưu giá sẽ là 230.000 đó. Các bác lên cho em là tỳ hưu này, đó, tỳ hưu, tỳ hưu nhá, giá sẽ là 230k nhá, 230k cho một mẫu tỳ hưu như này, đó, một mẫu tỳ hưu gà tàn rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì nó sẽ là 15 nhá, chiều cao là 15 và chiều rộng, chiều dài từ đầu đuôi là 22 nhá, con này khá là to luôn, chiều dài từ đầu đuôi là 22, đó, giá sẽ là 230.000 cho một chú tỳ hưu như này rất là đẹp luôn. Con này thì nó mang cái tính chất là tài lộc rất là cao, đấy, tài lộc rất là cao, các bác có thể mua về để sử dụng để đặt trong gia đình nhà mình, vừa là làm trang trí vừa làm gà tàn luôn, rất là tốt các bác nhé. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em là một chú ngựa này, một chú ngựa rất là đẹp luôn. Đây, một chú ngựa gà tàn như này cũng rất là tuyệt vời các bác. Đấy, hàng rất dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái chiều dài từ đầu đến đuôi của nó sẽ là 27 cm, tính từ chân nọ đến đuôi kia đấy là 27 cm nhá, và chiều cao của nó là 22 cm. Con này thì khá là to luôn, bên trên mình của nó thì có một cái đồng tiền như này đấy, cũng rất là đẹp các bạn. Đấy, chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con ngựa như này, giá của nó sẽ là 230.000. các bác lên cho em là con ngựa nhá, giá sẽ là 230.000 cho một chú ngựa như này, rất tuyệt vời để cho các bác sử dụng các bác nhá, 230.000. Tiếp theo thì sẽ lên cho các bác một em chó này các bác này. Đấy, một em chó. Đấy, một em tuất các bác nhá. Đấy, một em tuất rất là đẹp luôn. Đó, con này thì bác nào tuổi chó hoặc là thích thì các bác có thể mua về để sưu tầm sử dụng hoặc là trang trí, rất là đẹp này. Đấy, màu sắc đẹp. Đấy, màu đồng rất là đẹp luôn. Thiết kế thì cực kỳ là đơn giản. Đấy, cực kỳ đơn giản nhưng mà vẫn tạo được cái độ khác biệt các bác nhá. Tạo được cái điểm nhấn rất là đẹp các bác này. Hoa văn, hoa lá cành, rồi nói chung là rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em là chó gà tàn nhá, chó gà tàn. Giá của nó sẽ là 230.000. Đấy, 230.000. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái con nai gà tàn nhá. Đấy, các bác lên cho em là nai gà tàn. Con này cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và giá sẽ là 230.000 cho một chú nai gà tàn như này các bác này. 230.000. Đấy. 270.000 thôi nhá. Đấy, nhầm, xin lỗi các bác. Con này sẽ là 270.000. cho một chú nai gà tàn này, rất là đẹp con này. Đấy, con này thì bên shop còn có một con duy nhất thôi. Đấy, còn có một con duy nhất, bán thanh lý cho các bác cái giá là 230.000, đồng giá với mấy con kia luôn đó, bán thanh lý đồng giá các bác luôn. Một con nai gà tàn như này rất đẹp con này, màu sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp này, bên dưới của nó là toàn bộ là tiền hết này. Đấy, ngồi lên chốc tiền như này nhá, các bác lên cho em là nai gà tàn nhá, 230.000, em chỉ có một con duy nhất thôi, một con duy nhất. Đấy, và thanh lý cho bác 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái hộp đựng tăm nhá, hộp đựng tăm. Giá sẽ là 95.000, về các bác bỏ tăm vào đây, không dùng thì mình ấn xuống nữa, vệ sinh sạch sẽ không bị bụi này. Chiều cao của ống thì nó sẽ là vào khoảng 11 cm nhá, 11 cm. Chiều rộng của nó thì nó sẽ vào khoảng 8 cm. Đó, 8 cm, rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tăm nhá, hộp tăm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tăm như này, giá của nó sẽ là 95.000 nhé, 95k cho một cái mã hộp tăm như này. Lên mã giúp cho là hộp tăm, giá sẽ là 95k các nhé, 95.000 đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà nhé, thì lên cho các bác lên cho em là trà bé này, bình trà bé, giá sẽ là 220.000 cho một cái bình trà bé như này, 220k nhé. Hàng tất cả đều bằng hợp kim hết nhé, hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn đó. Cho cái đơn can phụ gia xuống đi. Sáng nay còn à? Hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình trà nhỏ nhá, bình trà nhỏ, giá của nó sẽ là 220.000, bao sim tận nhà cho bác luôn. Hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa nhá, khi bác để trà nó không bị mất hương trà, không mất vị trà nhá. Lên cho em là bình trà nhỏ này, giá sẽ là 220.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bình trà to nhá, hoa văn của nó sẽ là tùng trúc cúc mai, rất là đẹp luôn.
tùng trúc cúc mai xuân hạ thu đông, rất đẹp các nhá. Đấy, test sản phẩm cho bác xem luôn này. Gõ gạc thoải mái luôn các nhá, gõ gạc thoải mái luôn. Rất dày dẫn chắc chắn các nhá, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 295.000đ. Lên cho em là bình chè to. Con này thì đựng được sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, đựng được 4 lạng này. Đấy, chè to đựng được 4 lạng các nhá, 4 lạng. Giá sẽ là 295.000đ. Đó, còn con này thì nó sẽ đựng được 2 lạng chè bé nhá. Cái này đựng được 2 lạng này. Đựng được 2 lạng, giá của nó sẽ là 220.000đ. Còn con này thì đựng được 4 lạng, giá của nó sẽ là 295.000đ. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái khay giấy đây, một khay giấy cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em là khay giấy nhá, giá sẽ là 230.000đ cho một con khay giấy như này. 230k nhá. Đó. Hàng có 500 hít này. Kích thước thì chiều dài của nó sẽ là tổng thể là tính phần dài nhất là 24 nhá. Chiều rộng nhất thì sẽ là 13 nhá. Đấy, và chiều cao nhất thì sẽ là 8 cm nhá, 8 cm. Đó, cơ bản là như vậy. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn nhá, hợp kim mạ đồng nhá, có nam châm hít nhá, rất là ngon luôn. Giá thì cực kỳ tốt nhá. Lên mã giúp cho em là lên mã giúp cho em đó là khay giấy nhá, khay giấy này. Giá sẽ là 230.000đ, 230.000đ cho con khay giấy như này. Rất tuyệt vời luôn. Rồi, ok, các bác cần các cái mã đồ sưu tầm nào có thể liên hệ số hotline của bên em. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này thì nó sẽ cơ bản là khoảng trên 40 chi tiết các bác nhá, trên 40 chi tiết. Đó, mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ là 46, còn cơ bản thì nó sẽ là như này. Đấy, thì có thể nó sẽ là trên 40 chi tiết một chút. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác là một tay công này và một tay vít này, một tay công một tay vít như này. Thì hai cái này các bác đều có thể lắp được nhá. Các bác có thể lắp trực tiếp ở đây này. Đấy, hoặc là lắp trực tiếp sang cái đầu này đều được nhá. Lắp trực tiếp sang đầu này đều được. Con này thì các bác dùng thiên về vít cho em nhiều hơn. Đây, thì nó sẽ có cái mũi vít này, các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Ở đây thì nó sẽ có cái lẫy bi như này, các bác đẩy vào để mình sử dụng mũi vít nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bộ như này. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Lên mã giúp cho em là V46 nhá. Giá chỉ có 130.000đ cho một cái bộ như này thôi. Đấy, bộ này thì nói chung là nó là dòng chấm hết rồi. Khỏi phải bàn rồi, tay công tay nối dài các kiểu con là điều luôn. Và có cả tay lắt léo nhá, tay lắc được luôn các bác nhá. Đó. Và cái bộ này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là V46 nhá, V46. Một cái bộ hàng cực kỳ đẹp và chất lượng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000đ thôi. 130.000đ cho một cái bộ vít đa xi lanh như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ vít như này. Mua một cái tô vít bây giờ cũng phải mấy chục rồi. Ở đây cả một cái bộ tô vít đẹp như này giá chỉ có 130.000đ thôi. Lên mã giúp cho em là V46 này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái bộ V46 như này. 130.000đ các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Một vỉ này của nó là 10 đôi, bao gồm có màu trắng và màu đen. Đấy, một vỉ này 10 đôi nhá, có màu trắng và màu đen, các bác lấy màu nào thì lấy. Lên mã giúp cho em là tất 10 nhá. Lên cho em là tất 10. Đấy, các bác lấy màu đen thì ghi là màu đen, mà lấy màu trắng thì ghi màu trắng nhá. Giá sẽ là 90k. 90.000 trên một vỉ 10 đôi như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là của thương hiệu Nike của Nhật. Các bác dùng thì khá là tiện ích luôn. Thứ nhất là hàng rất là dày dẫn chắc chắn này. Dày dẫn chắc chắn. Đó. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Nó chống hôi chân, chống nấm mốc rất là tốt. Hàng thương hiệu Nike 100% là sợi cốt tông nhé. Đấy, 100% là sợi cốt tông. Dùng thì rất là tiện luôn. Và đặc biệt là cái giá nó rất là tốt nhé. 90.000 cho 10 đôi nhé. 90.000 cho 10 đôi tất như này. Đấy thì khá là hợp lý rồi. Bên shop về nó sẽ có màu đen và màu trắng, có lấy màu nào lấy nhá. Đấy, lên trên là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lau. Chổi lau kính nhá. Có lên trên là chổi lau kính, giá sẽ là 50k. Đấy, 50k cho một cái chổi lau kính như này. Con này thì rất là tiện dụng, nó sẽ là cái phần chổi như này. Và về nhà các bác lắp cán vào thì nó dài khoảng là trên 1 mét và nó có cả cái phần để các bác gạt nước đây. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây các bác này, đấy, con này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Nó có thể ngót méo đảo chiều này. Mình trà, mình không có sợ bị ướt quần áo. Mình đấy. Chọn trà sàn của nhà Baroti, thiết kế cái chỗ mà nắm tay vào sẽ có bọc xốp và có cái móc treo luôn. Còn không thích treo thì gắn vào như thế này cũng được nữa nè. Và đấy, đây là cái mình thích nhất, đó chính là cây lược này để mình móc tóc.
Bây giờ chắc không có mẹ nào mà phải chà sàn bằng bàn chải nữa đúng không? Đa số sẽ sử dụng cái cây cọ chà sàn như thế này hết nè. Cây này được cái tiện nhất mà mình thích á là mình chà mình không có sợ bị ướt quần áo. Mình chọn chà sàn của nhà Baroti, thiết kế cái chỗ mà nắm tay vào sẽ có bọc xốp và có cái móc treo luôn. Còn không thích treo thì gắn vào như thế này cũng được nữa nè. Đó, đánh và rất đây là là sạch cái luôn mình nhá. Thích nhất, Đó. Đó chính là Bên cái treo là chổi lau kính nhá, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là chổi lau kính, giá của nó sẽ là 50k. Đó, chổi lau kính nhá. Chổi lau kính này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k trong cái chổi lau kính này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá xoay nhá. Các bác lên cho em là giá xoay. Con này thì bên shop bán rất là nhiều, là nó sẽ là một cái giá đỡ điện thoại, có thể xoay 360 độ được. Đấy, lên cho em là giá xoay nhá, con này có thể 360 độ được. Cái phần giá đỡ này của nó bằng hợp kim rất là chắc chắn nhá, và các bác chỉ cần đẩy cái lẫy ra cho em này. Đó. Là mình đặt điện thoại lên xong, có thể kéo dài lên như này được nhá. Đấy đây, các bác có thể đặt điện thoại lên này. Đấy, rất là ngon luôn. Nó có thể xoay 360 độ này. Đấy, có thể đặt đứng này, có thể đặt nằm này, có thể ngửa lên, đẩy ngửa lên, ngửa xuống này. Để các bác sử dụng máy tính bảng này, iPad các kiểu cũng là điều được luôn nhá. Đó. Đây, xoay đi xoay lại rất là tiện luôn. Đó. Xoay 360 độ như này, ngửa lên ngửa xuống đều được nhá. Đó, đây, ngửa lên ngửa xuống đều ok hết nhá. Cho ngắn lại này, đấy, rất là tiện. Lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 50.000 cho một con giá xoay như này đây. Đấy, các bác dùng thì mình đặt điện thoại lên rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Giá xoay này. 50k nhá, 50k cho một chiếc giá xoay như này, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái găng tay lao động thì nó sẽ có mấy màu như này. Màu đen, màu có màu đen, có màu xanh, có màu ghi thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Một vỉ này của nó sẽ là 12 đôi nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là 12 đôi. Đó, hàng thì nó sẽ là bằng vải dệt 3D cực kỳ thoáng khí luôn. Đó, một hộp này 12 đôi giá sẽ là 70.000. Còn các bác mua lẻ thì bên em bán là từ 5 đôi trở lên. 5 đôi là 40.000. Các bác lên xem là găng tay lao động nhá, rất là tiện dụng luôn. Các bác dùng ở đây nó có cái phần cao su non như này. Để mình dùng thì nó chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy, chống trơn trượt rất là tốt, dùng thì cực kỳ là tiện dụng luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Cực kỳ là ôm tay luôn. Con này thì nó là dệt 3D cho nên nó rất là thoáng khí này. Và thứ nhất là nó có cái độ co giãn rất là mạnh cho nên nó rất là ôm nhá. Đấy, co giãn rất mạnh, rất là ôm. Thì mình dùng cảm giác nó như thật luôn. Mình cầm nắm nó rất là ngon. Đó. Các bác có thể dùng để mình làm thợ làm nghề hoặc là mình triển khai các cái công việc đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là găng tay lao động, giá sẽ là bán theo combo nhá. Đó. Găng tay lao động này, đó. Găng tay lao động nhá, găng tay lao động. Đấy, mua 5 đôi thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40k nhá, 40.000 cho 5 đôi. Còn một bịch của nó là 12 đôi luôn. 12 đôi giá sẽ là 70k nhá. Đấy, 5 đôi là 40.000, 12 đôi là 70.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Con này thì về nhà các bác chỉ cần là xoáy đèn vào cho em là xong. Đó. Xoáy đuôi vào thôi, đấu điện cho nó thì xoáy đuôi vào đây, nó có ốc ác các thứ đầy đủ rồi, về nhà các bác chỉ lắp vào thôi. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt. Đấy, rất là tiện. Và có chế độ ban ngày ban đêm và để chế độ sáng là 300 giây, 32 giây và 16 giây. Đó, và chế độ để là ban ngày ban đêm hoặc cả ngày. Giá sẽ là 60k. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn này. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Cảm ứng nhá. Giá sẽ là 60k thôi. 60k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua sang đuôi đèn cảm ứng. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi, cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa, anh em cút lần ba cái để được. Đấy, rất là ok các nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ 60.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái tai nghe iPhone nhá. Các bác lên cho em là tai nghe iPhone. Đấy, tai nghe iPhone không dây. Con này thì giá sẽ là 160.000. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn nhá. Cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, đây. Hàng thì của Nhật và nó sẽ là hàng xuất Mỹ này. Đấy, Design by in California nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Đó.
Đó. Nó sẽ bao gồm cho bác là một thân như này và kèm thêm cho các bác là bốn cái núm luôn. Đây, made in Japan các bác nhá. Made in Japan, hàng của Nhật, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hai con tai nghe như này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, đốc sạc này. Kèm thêm cho các bác là bốn cái núm tai đây, bốn cái núm tai như này nhá. Đấy, bốn cái núm tai và một cái cáp sạc như này. Một cáp sạc về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là tai nghe iPhone này. Đây. Đấy, made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Đó, California. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con tai nghe iPhone như này giá chỉ có 160k thôi, 160k. Lên cho em là tai nghe iPhone nhá. Tai nghe iPhone giá sẽ là 160.000. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn bếp nhá. Một bịch như này của nó bao gồm là 10 chiếc. Đó, các bác lên cho em là khăn bếp. Em bán theo combo cả bịch như này. Đấy, bao gồm cho bác là 10 chiếc này. Cái này các bác có thể dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi bàn, bếp, ga, rồi nói chung là đầy đủ. Các bác muốn lau đâu thì lau, lau kính, lau kiếc cũng được thôi. Rất là ok. Chất khăn mềm mại, thấm hút nước tốt và rất là dai và dày dẫn. Lên cho em là khăn bếp nhá. Đó. Một bịch như này là 10 cái luôn. Đó, bán theo bịch như này. Một bịch này sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một bịch khăn bếp như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. 30.000 cho một bịch khăn bếp 10 chiếc, tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Rồi ok. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác rất nhiều mã sản phẩm mới. Trong đó thì bên em về một cái lô đồ gia dụng rất là đẹp luôn. Để trân trọng gửi tới các bác nhé. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con nồi áp suất các bác này. Đấy, nồi áp suất đây. Nó sẽ là một con nồi cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Con này thì các bác dùng để nấu cơm cũng được, mà dùng để mình hầm đồ ăn hoặc là hấp đồ ăn cũng được. Nó có kèm cho các bác một con khay hấp như này luôn nhá. Đấy, có một con khay hấp như này. Hàng thì cực chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của con nồi này thì của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 1.8 lít các bác nhá. 1.8 lít. Đấy. Thì đây, để em thử xem lại cái thông số của nồi nó xem sao. Đó. Đây các bác này. Đấy, dung tích của nó sẽ là con này thì công suất là 900W này. Sử dụng điện 220V này, tần số là 50Hz này. Đấy, và dung tích của nó thì nó vào khoảng là 1 lít 8 đến 2 lít. Còn dung tích cả vỏ của nó sẽ là 5 lít nhá. Đấy, cả vỏ là 5 lít này. Đấy, lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất hàng của Povena, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam các bác này. Đấy, thương hiệu gia dụng dẫn đầu Việt Nam nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 900W. Đấy, 900W nhá. Đó, điện 220V. Đây, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi như này nhá. Nồi này nó sẽ có một cái lẫy như này, một cái lẫy, và nó sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Thì các bác có thể cho nước vào, sau đó thì mình hấp bánh bao này, hoặc là chiên, hoặc là hấp các cái đồ cần làm nóng nhá. Đấy, đặt đây. Đấy. Và các bác đậy nắp lại cho em này, đậy nắp lại đây. Đây, các bác đậy nắp lại cho em này. Đậy nắp này, nắp sập vào đây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái chiều mũi tên nhá. Thì khi các bác đóng mở thì đúng theo cái chiều mũi tên này cho em này. Đấy, nó sẽ có chiều mũi tên đây. Có mũi tên này, đóng vào mở ra như nào. Thì nó đã có cái chiều mũi tên đây rồi. Các bác cứ đúng theo mũi tên các bác này. Đây nha, có mũi tên, có lẫy khóa đây. Đây các bác này, đây. Ở cái đầu này thì nó sẽ có cái lẫy khóa này các bác này. Hình mở khóa này, hình mở khóa và hình khóa đóng này. Thì các bác cứ theo cái mở khóa đóng khóa này làm cho em. Dung tích của con nồi thì nó khoảng là 1.8 lít nhá. 1.8 lít, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, một con nồi áp suất rất là ngon lành như này. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá. Đấy, hàng khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy, nồi của nó rất là chắc này. Mâm của nó dày nhá, nồi chắc chắn nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, nó sẽ có các cái chế độ ví dụ như là tắt này, bật này, đấy, nấu cơm này, nấu thịt cá này, nấu canh, nấu cháo này và nấu các cái loại hạt này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Có chế độ giữ ấm này, chế độ tăng nhiệt đầy đủ cho các bác này. Đấy. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là nồi áp suất nhá, nồi áp suất. Đấy. Các bác lên cho em là nồi áp suất nhá. Nồi áp suất này, đó, nồi áp suất giá của nó sẽ là 890.000 nhá, 890k. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn, một con nồi áp suất chuẩn đẹp chất lượng như này, hàng liên doanh Việt Nhật, và giá chỉ có cho các bác là 890.000 cho một cái nồi áp suất như này thôi.
890.000 cho nồi áp suất như này. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 10 ngày nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đấy, đây. Thông số các thứ rất rõ ràng luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái dòng chảo này. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, đáy 3 lớp nhá các bác nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là đáy 3 lớp các bác này, hàng made in Việt Nam nhá. Đấy, cơ cấu là đáy 3 lớp nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng là chống dính lưới như này, chống dính lưới như này. Rất là tiện dụng luôn. Con này thì đáy của nó sẽ là con này thì miệng của nó sẽ là chảo 24 cm nhá, 24 cm. Đó, 24 cm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290k nhá, 290k cho một con chảo như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. 200 các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là chảo 24 nhá. Đấy, chảo 24. Đó, chảo 24. Giá của nó sẽ là lên cho em là chảo 24 này. Chảo 24 giá của nó sẽ là 290k cho con chảo 24 như này nhá. 290.000 cho con chảo 24 như này. Đó. Chảo 24 cm. Ngoài ra thì có một con đường kính nó to hơn, đó là con 30 cm. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đế 3 lớp rất dày luôn các nhá. Con này dùng thì miễn chê luôn. Dán cá to các loại đều được nhá. Chống dính siêu tốt luôn các bạn, chống dính siêu tốt, có cả men lưới chống dính luôn. Con này thì đường kính của nó là 30 cm. Đấy. Thì các bác lên cho em là chảo 30 nhá, chảo 30. Đấy, chảo 30. Con này thì giá của nó sẽ là 370.000 các bác nhá. 370.000. Các bác lên cho em là chảo 30 này. Đó. Chảo 30, giá của nó sẽ là 370k. Đấy, 370.000. Nếu như các bác mua combo hai con như này thì bên shop gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Hai con này thì bên em sẽ bớt cho các bác với giá đó là 30.000 và bao ship này. Đấy. Mua hai con này thì bớt 30.000 và bao ship. Còn giá này thì bên em cũng đã bao ship cho các bác rồi. Đấy. Con này thì sẽ là 370.000 nhá. 370.000. Lên cho em là chảo 30, giá sẽ là 370.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo 24, giá của nó sẽ là 290.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc này, hàng của thương hiệu Sato nhá, hàng thương hiệu Sato. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác luôn, hàng cao cấp, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác. Đấy, tiền nào của đấy thì coi nhá, tiền nào của đấy thôi. Con này thì nó sẽ là 1,8 lít, công suất của nó là 1500W và điện là điện 220V. Đấy, xuất xứ Việt Nam và công ty điện tử Việt Nhật nhá. Đấy, điện tử Việt Nhật, hàng liên doanh nhá. Ở đây thì nó sẽ là bên trong là inox 304 này. Bên ngoài thì nó sẽ là nhựa ABS chống dính này, hàng của thương hiệu Sato nhá. Đế điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn, các cái phần kết nối rất chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn rất là ngon. Đó, các bác lên cho em là ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lên cho em là ấm Sato nhá, giá của nó sẽ là 430.000. Lên cho em là ấm Sato nhá. Đấy, ấm Sato. Đấy, lên cho em là ấm Sato này. Ấm Sato giá sẽ là 450k nhá, 450k. Hàng này thì nó là phân khúc cao cấp rồi các bác nhá, phân khúc cao cấp, hàng liên doanh Việt Nhật này, hàng liên doanh Việt Nhật này. Lên cho em là ấm Sato nhá. Ấm Sato. Giá của nó sẽ là 450.000 cho con ấm Sato như này nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Con này thì dung tích của nó sẽ là đây. Con nồi kho cá này thì dung tích của nó sẽ là 1, đây. Nó sẽ là cũng là hàng liên doanh Việt Nhật này, hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika, liên doanh Việt Nhật. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít cả vỏ nhá, 2,5 lít cả vỏ. Đây. Đấy. Con này thì điện của nó sẽ là điện 220V này. Công suất của nó sẽ là 235W này, 2,5 lít cả vỏ này. Kích thước của nó là 26x26 nhân với lại 21 nhá. 26x26 x 21. Đó. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Đó, hàng nội địa của Nhật, hàng liên doanh Việt Nhật. Xin lỗi các bác, hàng liên doanh Việt Nhật, thông số chiếc đầy đủ đây. Nó sẽ là một cái nồi nồi bằng sứ rất là dày như này. Thì khi kho cá nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000. Các bác lên cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đấy. Nồi kho cá nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nồi kho cá, giá của nó sẽ là 290k. Đó. Nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 cho con nồi kho cá như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đây, một con nồi dung tích là 2,5 lít. Đây, nó sẽ có là một số 1, số 2, số 3 này. Chế độ số 1 là tắt này. Đấy. Số 2 là chậm này, số 3 là nhanh này và số 4 là tự động nhá. Đấy, có cả tự động luôn. Nắp của nó thì bằng kính cường lực này.
Đấy, và nồi của nó sẽ là thuộc cái dạng cái nồi sứ như này. Thì các bác kho cá nó rất là ngon. Đấy, các bác có thể dùng để hầm ninh các kiểu con đà điểu được luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Súp tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là một cái con máy xay sinh tố nhá. Con này thì nó cũng là hàng 3 cối luôn. Hàng 3 cối, hàng cũng của thương hiệu Sato nhá. 3 cối, nó sẽ có 3 cối cho các bác này. Đấy, đầu tiên là một thân máy này. Con này sử dụng điện 220 dòng anh cái dây tí. Con này sử dụng điện 220 nhá. Đấy, sử dụng điện 220. Thì các bác về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Hàng thương hiệu Sato. Đấy, nó sẽ là dòng có công tắc bật như này. Có công tắc bật này rất là tiện nhá. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Sau đó thì bật cái công tắc này là máy sẽ chạy này. Đấy, bật công tắc này là máy sẽ chạy thôi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Đây. Đấy, bật công tắc máy chạy này. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, số 1 này, số 2 này. Ui giời. Tốc đít luôn các bác nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên là một cái cối xay dạng như là nó là thuộc cái dạng là cối xay khô như này, cối xay khô như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng các bác này. Đấy, các bác đặt thì các bác sập đúng lẫy cho em nhá, sập đúng lẫy cho em để tránh việc bị nhai mất cái bánh răng này nhá. Cái bánh răng này rất là quan trọng. Nếu các bác dùng mà bị nhai mất cái bánh răng này là coi như là hỏng luôn. Đấy, cho nên là khi mình sập là mình phải sập đúng lẫy cho em, sập đúng lẫy sau đó thì mình mới sử dụng nhá. Đây. Đấy, các bác này. Đấy, các bác thấy không? Chạy rất mạnh luôn. Đấy, chạy cực kỳ là mạnh và khỏe luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Khi các bác sử dụng thì sập đúng lẫy cho em nhá. Đây là một cái cối xay đầu tiên này. Đấy, một cối xay khô này. Tiếp theo là nó sẽ là một cái cối xay dạng sinh tố như này nhá. Đây, một cái cối xay dạng sinh tố như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình xay hoa quả, xay nước ép, xay các kiểu nhá. Hàng thiết kế nắp lẫy cực kỳ là thông minh luôn. Đây, những cái nắp cái lẫy của nó rất là thông minh nhá. Nắp lẫy của nó rất là thông minh. Hàng của nó sẽ là nhựa ABS, nhựa dày dung tích. Con này thì nó sẽ là 1,2 lít. Các bác xoay như này cho em này. Đấy, sập lẫy vào rất là tiện này. Đấy, khi lắp vào thì các bác cũng sập đúng lẫy cho em nhá. Đúng cá cho em. Sau đó thì mình bật này. Đấy, máy chạy rất là ngon luôn nhá. Máy chạy cực kỳ là ngon luôn các bạn. Con này chạy chấm hết luôn. Dòng này thì cực kỳ ngon rồi. Tiếp theo là một con xay khô nhá. Đấy, con này thì các bác dùng để xay tiêu, xay các loại hạt hoặc là xay bột cho trẻ em. Con này rất là ok. Đấy, lưỡi của nó rất là ngon này. Xay bột, xay hạt cho trẻ em cũng rất là ok. Ở đây nó sẽ có cái cá như này, các bác chỉ cần sập vào cái cá này là xong. Rất là chuẩn chỉ này. Đấy, thấy không? Đó. Sẽ có số như này. Lưu ý các bác là khi sử dụng máy xay thì mình nên nhấp nhả cho em nhá. Nên nhấp nhả thì máy sẽ bền và tốt hơn. Đó, nó sẽ có một cái phần khuyết ở đây để các bác cầm mình vặn cho nó tiện này. Thì bộ này bao gồm cho các bác là 3 cối luôn, 3 cối như này nhá. Một thân máy và 3 cối như này. Các bác lên cho em là máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 650.000. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá. Đó. Máy xay sinh tố này, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 650k cho một con máy xay sinh tố như này nhá. 650.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm nữa. Đó là cái con bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác rồi. Hàng của thương hiệu Matika nhá, Matika. Hàng cũng đều là hàng liên doanh Việt Nhật hết nhá, hàng liên doanh Việt Nhật hết. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V. Đấy, đến 240V thì điện 220 mình Việt Nam mình là ok. Công suất của nó là 2000W đó. Và con này thì đun được hết các loại bếp luôn. Đấy, bên trong bên ngoài của nó là nó sẽ bọc hết các loại bọc hết các cái loại hình các cái loại nó cái này nó thuộc cái dạng như là nó là một cái lớp này nó như là một cái lớp thép không gỉ và phủ sơn tĩnh điện nhé. Rất là đẹp các bạn. Đấy, cắm điện cho em này. Đấy, sau đó thì on up ở đây này. Đấy. Và có tăng lên giảm xuống này. Đấy, và timing này các bác này. Đấy. Rất là hay luôn cho các bác nhá. Con này thì các bác có thể đun được hết các loại xoong nồi là đun được hết nhá. Bếp hồng ngoại này thì nó rất là tiện, các bác có thể sử dụng để ăn lẩu, ăn liếc hoặc là sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đây nó sẽ có rất là nhiều chế độ này. Đấy, có cả BBQ này, nướng này, rồi là rất nhiều chế độ luôn. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là công suất này. Công suất của nó đây. Đấy, chế độ là 800W này, 1600W và 2000W này. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đặt lên cái nóng luôn. Các bác có thể nướng trực tiếp ở trên cái mặt này cũng được. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn nhá. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Các bác lên cho em là bếp hồng ngoại. Giá của nó sẽ là 500.000 nha các bác nhá. 500.000. Đó, bao ship tận nhà cho các bác cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại. Con này thì đun được hết các loại nồi luôn. Bếp hồng ngoại. Giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng nha các bác. Hàng của thương hiệu Matika nhá. Matika.
Đấy, công suất của nó đây. Đấy, 2000W nhá, 2000W. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Công suất của nó là 2000W. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 33 nhá, một chiều là 45, một chiều là 33. Đấy. Những cái phần quai này của nó cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn các bác này. Đấy, phần quai này rất dày dẫn chắc chắn này. Quai của nó dạng như là kiểu quai nhôm nhá, rất chắc chắn luôn. Đế bếp các thứ này, mặt của nó bên trong này nó sẽ là một cái mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực. Đấy, bật một phát là nóng luôn các bạn, bật phát là nóng luôn. Đấy, rất là nhanh nhá. Bếp hồng ngoại này đun cũng rất là thích và giá rất hợp lý, chỉ có 500.000 thôi. Lên xem là bếp hồng ngoại giá sẽ là 500k. Đó. Rồi, ok. Đây rồi anh em ơi, nay Phạm Huấn lại quay trở lại test cho anh em con dao chặt 1 cân nhá. Bên shop lại về lô số lượng. Giá rất tốt cho anh em luôn. Đây. Em sẽ lấy ngẫu nhiên cho anh em một con nhá và test cho anh em luôn, bỏ anh cái biển nào. Test cho anh em luôn 5 10 con cho anh em xem cho nó đã mắt nhá. Đây. Đây là một cái thanh sắt anh em này. Anh em nghe cái tiếng kêu của nó chưa? Đó, thanh sắt đây nhá. Test chặt cho anh em xem này. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt sắt đi anh em ơi. Chặt đi. Chặt mạnh tay lên anh em nhá. Đấy anh em thấy không? Đấy, rất là ngon luôn. Dao rất đẹp này, rất sắc bén, không có hề hấn gì anh em nhá. Đấy. Không cong vênh, không sứt mẻ anh em nhá. Đấy. Rất ngon lành này, không cong vênh, không sứt mẻ nhá. Đấy. Lấy tiếp con khác chặt cho anh em xem cho nó trực quan sinh động nhá. Đây. Đấy tiếp con khác anh em này. Đấy. Dao chuyên con này thì dao chặt 1 cân nhá, giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đây. Đấy anh em xem này, chặt này, sắt cong đi luôn anh em nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem này. Đây. Chặt sắt cho anh em xem nhá. Chặt sắt cho anh xem này. Chặt sắt cho anh em xem này. Đấy, anh em nghe thấy không? Đây. Đấy, không hề cong vênh sứt mẻ gì nhá. Anh em thấy chưa? Đó, không hề cong vênh sứt mẻ gì này anh em này. Đó, dẫn vẫn bóng đẹp luôn, vẫn bóng đẹp sáng ngời luôn anh em nhá. Đó. Dao thì nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân, chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm, phần lưỡi này thì khoảng là 22 cm nhá và bản của nó khoảng 12 cm. Đấy, em đều gión ngẫu nhiên hết nhá, gión ngẫu nhiên cho anh em hết, cho anh em khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Khỏi phải lăn con bà tăn anh em nhá. Lăn con bà tăn nhá. Lăn con bà tăn nhá anh em thấy không? Đây, đấy, anh em thấy chưa? Nào, chặt sắt cho anh em xem luôn nhá, ok chưa? Đấy, anh em đã thấy ok chưa? Tiếp tục gión cho anh em một con nữa nhá. Đây, một con nữa này. Đấy, hàng lấy ngẫu nhiên cho anh em luôn. Đó, đây. Đấy, tiếp tục chặt sắt cho anh em xem nhá, thấy nhá. Đây. Chặt sắt cho anh em xem này. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt sắt cho anh em xem. Chặt đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Chặt thoải mái đi anh em ơi. Ok chưa nhá? Đấy, như này đã ok chưa nhá? Đấy. Đây, anh em thấy chưa? Đấy. Không hề cong vênh sứt mẻ, không hề có một hiện tượng gì nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy. Anh em lên mã giúp cho em là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Đó. Dao chặt này. Đấy, con này nặng 1 cân luôn, 1 kg nhá, 1 kg. Giá của nó sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, không test, không chặt thử nhá, tại vì em đã chặt cho các bác xem đấy rồi. Còn về nhà các bác chặt thì em không chấp nhận, tại vì là nói thẳng thế luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán thôi. Kiểm tra thấy ok thì mình thanh toán tiền. Vậy thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con AK47 nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho một con dao AK47 như này. Đây nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này, hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, USA này, USA này các bác này. Đấy, hàng rất chất lượng cho khi mở đi các bác, mở cái nắp này ra cho em này. Đấy, khi mở đi các bác mở cái lẫy này ra. Bóp cái lẫy này cho em. Bóp cái lẫy này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy cái lẫy này lên này, xong bóp cái lẫy này ra này. Đấy, con dao sẽ bật ra. Đây, AK47 nhá, hàng của Mỹ này. USA chữ khắc chìm luôn anh em nhá. USA chữ khắc chìm luôn. Đây. Đấy, báng của nó thì được ốp gỗ này, báng ốp gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chuyên lắp vào cái đầu cái khẩu súng AK nhá, khẩu súng AK các bạn. Đấy, đây là cái tia ngắm bắn của nó này. Đó, rất là ngon luôn. Thì trong quân đội thì khi mà nó sử dụng mà hết đạn thì nó sẽ bật con dao này ra để nó sử dụng để nó chiến đấu nhá anh em nhá. Rất là ngon luôn. Đây. Dao thì cực kỳ sắc bén cho anh em luôn nhá. Đấy, dao thì rất bén luôn. Đây, em sẽ test thử dọc giấy cho anh em xem này. Đấy. Hàng siêu bén cho anh em luôn nhá. Đấy, chứ không phải hàng thường đâu. Đó, bản của nó thì rất là dày nhưng mà dao thì lại rất là bén anh em này. Đấy, em thấy không? Đây. Đấy. Dao thì bản rất là dày nhưng ưu điểm của nó là rất là bén đấy. Nó là cái dòng dao quân đội nó như vậy đấy các bạn. Đấy, dòng dao quân đội nó vậy đấy các bạn nhá. Dao quân đội nó vậy các bạn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác like rồi. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nha, lên cho em là AK47, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AK47 như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc bên shop bán lẻ thì nó sẽ là 60.000 cho một bịch 10 cái như này và mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc nhá. 60.000 một bịch và 20.000 ba chiếc. Hàng khăn này của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt các nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng đa di năng luôn. Đấy, chức năng thứ nhất là dùng để rửa mặt này, cho nên bên em gọi nó là khăn mặt nhá.
Ngoài ra thì các bác có thể dùng để lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau các loại lau luôn, lau thập cẩm ngũ vị hương nhá. Các bác muốn lau gì thì lau, đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khăn như này. Giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán từ 3 cái trở lên sẽ là 20.000 cho 3 cái. Còn bác nào mua cả bịch nhá, mua cả bịch thì nó sẽ là 60.000 một chục. Đây. Đấy, mặt của nó sẽ là sợi bông nhá, một mặt là bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhá, giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em là khăn mặt Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc như này. Đấy, khăn mặt hàng của Hàn Quốc như này. Một bịch là 10 cái, giá sẽ là 60k. Đây. 10 cái 60.000 này, 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Và bản tiếp theo đó là cái nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đấy, hàng made in UAE này, made in UAE. Đấy, hàng Dubai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một hộp. Một hộp bao gồm cho các bác là đi 5 chai nhá, một hộp là 5 chai. Cái chai của nó thì nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái như này thôi. Nó là dòng nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết cho nên là nó nhỏ như này thôi. Đấy, và các bác khi bác dùng thì mình có thể lăn đi như này. Đấy, lăn đi như này. Nó sẽ là có cái đầu lăn như này các bác này, rất là tiện nhá. Dòng này thì cực kỳ là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Đấy, và nó sẽ có 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Lên cho em là nước hoa Dubai. Đấy, bên shop đang gửi tới bác một cái lọ nước hoa Dubai như này. Một hộp luôn, một hộp này sẽ là 60.000 cho hộp này nhá. Hàng chuẩn made in UAE này, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Đấy, made in Dubai. Đó. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải. Các bác lên cho em là bàn chải Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. Một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc. Bên shop bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái nhá, 20.000 cho 4 cái. Đủ màu sắc cho bác luôn, đủ màu sắc các bác nhá, đủ màu sắc các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó. Bàn chải thì là của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính. Đấy, kháng khuẩn rất là tốt luôn, kháng khuẩn rất là tốt các bác nhá. Đó, đây, chữ Hàn 100% này, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này, đây Korea, hàng của Hàn Quốc. Con này thì trong các hệ thống siêu thị nó đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Đó, và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Nó sẽ cho các bác là 4 cái là bằng 20k nhá, 20.000 4 cái. Mua 10 cái thì sẽ là bằng 40k. Và mua cả hộp 30 chiếc thì giá chỉ còn 110k thôi. 110.000 cho hộp 30 cái nhá, 30 cái luôn. Đấy, 110.000 cho 30 cái, còn mua lẻ sẽ là 4 cái 20.000, 10 cái là 40.000. Đấy, một hộp nhá, một hộp của nó sẽ đủ màu các nhá, đủ màu luôn cho các bác lựa chọn này. Đấy. Sợi của nó thì cực kỳ là mềm luôn, mềm mịn, đánh thì không sợ vì đau lợi, viêm níu, viêm lợi và chảy máu trên răng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn chải Hàn nhá, bàn chải Hàn. Đó. Các bác mua số lượng càng nhiều thì càng tốt. Đấy, một hộp này là 30 chiếc mà tính ra chỉ có 110.000 thôi. Đấy, tính ra vào chỉ có hơn 3.000 một chiếc thôi nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn, hoặc là các bác lên cho em là nước hoa que cũng được, nó có cái que cắm như này nhá. Đấy, nước hoa khách sạn hoặc nước hoa que cũng được. Về nhà thì các bác giật cho em cái nắp này ra này, đấy, cái nắp niêm phong này ra, sau đó thì các bác cắm cái que này vào cho em, đấy là mình sử dụng thôi. Dòng này của nó thì siêu thơm luôn nhá, rất là thơm luôn. Đấy, dòng này thì bên Nhật nó chuyên dùng để nó để trong các cái nhà hàng khách sạn, đấy, cho nên là mùi của nó thơm dịu nhẹ dễ chịu, cho nên các bác đi đến nhà hàng khách sạn mà sao nó thơm thế là nó do nó sử dụng cái nước hoa này nhá. Đấy, bên Nhật nó chuyên sử dụng cho các cái nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. Lên cho em là nước hoa que hoặc là nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa khách sạn này. Đấy. Nước hoa khách sạn nhá, giá của nó sẽ là khách sạn này, giá của nó sẽ là 30k trên một lọ nhá, 30.000 trên một lọ nước hoa khách sạn như này. Rất là rẻ các bạn, một lọ này các bác cứ về cắm que vào là sử dụng thôi. Hương của nó rất là thơm, dịu nhẹ, dễ chịu. Bên Nhật nó chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn các bác nhá, nước hoa que hoặc nước hoa khách sạn nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là các bác lên cho em là bộ vít nối nhá, bộ vít nối. Đấy, bộ vít nối. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối nhá, vít nối, giá của nó sẽ là 100.000. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu nối như này. Đấy, và sẽ là có rất nhiều các cái loại vít khác nhau để các bác về các bác lắp và các bác sử dụng thôi. Cái này thì về nhà các bác lắp vào cái đầu tô vít nhà mình nhá, lắp vào cái đầu tô vít nhà mình. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một cái bộ vít nối như này. Đấy, lên cho em là vít nối, giá có một cái đầu nối như này nhá, có cái đầu nối này về nhà các bác cắm cái tô vít nhà mình. Ở đây thì combo chọn bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, bộ sao này, có bộ sao nhá, có bộ sao này. Đấy, bộ sao rồi bộ ba khe này, rồi bộ hoa thị này. Bộ sao, bộ khe, bộ hoa thị và dẹt nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Sao, ba khe, hoa thị, dẹt 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 20, 22, 24, 26, 28, 30. Đấy, ở đây của nó sẽ có bác cho các bác là 30 đầu vít như này nhá, 30 đầu vít như này. Thép của nó sẽ là thép CRV nhá, CRV.
Đấy, cực kỳ là cao cấp cho bác luôn, thép CRV cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là vít nối nhá, vít nối. Đó, cái này thì về nhà các bác sử dụng là mình sử dụng như một con vít nối bình thường. Để về nhà mình sử dụng mình các cái đầu vít như này, mình về mình lắp vào cái đầu này chị em, lắp vào cái đầu này, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này nó sẽ là hàng vít sao này. Đấy, các bác lắp ở đây chị em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có từ hít luôn, rất là ngon nhá, rất là ngon. Để các bác thay tháo sửa chữa các cái đồ vít rất là ngon. Và các bác lấy thì nó sẽ là combo như này, thì mình dùng rất là tiện, không sợ bị thất lạc này, bị mất này, hoặc là rơi mất, rất là tiện. Đây, nó sẽ là đậy nắp như này, thì về nhà các bác sử dụng nó rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác một combo như này, giá sẽ là 100k nhá, lên cho em là vít nối. Đây, 100.000 và các bác được tới 30 đầu vít nhá, 30 đầu vít 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32 32 đầu vít nhá, 32 đầu vít mà có 100.000. Tính ra thì 33 là 9, tính ra các bác mua vào chỉ có 3.000 cho một cái đầu vít như này thôi. Đó, rất là rẻ. Lên cho em là vít nối nhá, giá của nó sẽ là 100k. Đó, vít nối này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, lên cho em là bộ vít nối giá sẽ là 100k rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con bóng đèn 8 cánh nhá. Con này nó là công suất của nó là 200W. Và cánh của nó là 8 cánh, dòng này thì nó sẽ là dòng siêu sáng cho các bác luôn, rất là sáng. Đấy. Đây thì em đang có cái quả này là có 5 cánh này các bác này, 5 cánh mà nó còn sáng chói chang như này các bác nhá. Đấy, 5 cánh mà còn sáng chói chang như này các bác. Đó, thì cái con 8 cánh này của nó thì rất là sáng luôn. Đó, 2 này, 4 này, 6, 8 cánh. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh nhá. Giá của nó sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là đèn 8 cánh nhá, giá của nó sẽ là 190.000. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 8 cánh này, giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Dòng này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, bóng đèn 8 cánh. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Một cây lấy dấu như này giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái công việc mình làm hàng ngày, ví dụ như là mình lấy dấu rồi lấy mực thước là rất là ok nhá. Đấy, các bác chỉ cần ấn là nó sẽ ra dấu thôi. Đây em sẽ thử cho các bác xem này nha. Các bác chỉ cần là đặt xuống này xong các bác nhập này cho em này. Đấy là sẽ có dấu nhá. Sẽ có dấu luôn. Đây các bác này. Đấy, có dấu rõ luôn nhá. Đây các bác này. Nhấp này sẽ có dấu này. Đây, dấu nó lồi lên này các bác này. Đó, thì nó rất là tiện luôn nhá. Đây dấu của nó đây. Đó, đây em ấn cho các bác xem này. Ấn tách này là nó có dấu này. Đấy, các bác thấy không? Đây, cái dấu của nó đây. Đấy, hai cái dấu em vừa ấn đây này. Đó, thì con này rất là tiện luôn. Và giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Đây các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này. Đấy, đây cái dấu này các bác này. Cho cái màu trắng này thì rõ hơn này. Đây cái dấu của nó đây các bác nhá. Đó, đây em ấn cho bác cắt phát nữa này. Con này thì nó rất là nhạy luôn. Đấy. Thì các bác có thể lấy dấu để mình đo mực thước hoặc là lấy trên mọi chất liệu nha, sắt, thép, gỗ, nhựa đều được hết. Lên xem là cây lấy dấu nhá, giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Lên xem là cây lấy dấu giá sẽ là 40.000. Các bác lên xem là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này, đó, cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cây lấy dấu này, đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto hàng thương hiệu Asahi của Nhật nhá. Asahi của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì sẽ là nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Một con Eto rất chất lượng như này. Đấy. Hàng của nó là hàng của Nhật xịn, tem nhôm, tem nhớt đàng hoàng đây các bác này. Đấy, tem nhôm này. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy, tem nhôm đây. Đấy, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 các bác lên cho em là Eto nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con Eto như này. Đây, các bác chỉ cần xoáy này nó sẽ ra này. Đấy. Độ mở của nó thì được 5 cm nhá. Và con này thì các bác có thể dùng để kẹp bàn rồi, nói chung là làm hết các công việc đều ok. Hàng thì chất lượng và giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đó. Bên em thì nó đang hơi mưa nên nó hơi ồn thì các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút để nghe cho được rõ nhá. Hàng thương hiệu Asahi này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là Eto nhá. Eto. Đấy, lên cho em là Eto này. Đây. Các bác lên cho em là Eto nhá. Eto giá sẽ là 190k nhá. 190k cho cái con Eto như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao sói nhá. Các bác lên cho em là bộ dao sói. Bộ này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Asahi Japan. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, nó sẽ là bộ này thì sẽ kèm cho các bác là 4 con dao luôn. 4 dao nhá. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, đây. Em sẽ test cho các bác xem này. Đấy. Đây, để em test cho các bác xem nhá. Đây, đây con này. Đấy.
một cái tờ giấy rách nát mùn mùn như này mà em vẫn dọc được các bác này. Đấy, một cái tờ giấy rất là mềm nhá, giấy rất là mềm mùn nhá các bác nhá, chứ không phải là giấy cứng đâu. Đấy, nhiều người ta còn test cái tờ giấy cứng cơ. Đấy, đây cái tờ giấy mềm mùn này mà còn dọc được này các bác này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao một kéo bác nhá, 4 dao một à, 4 dao một kéo một nạo. Đấy, 4 dao một kéo một nạo, rất là bén luôn. Đấy, rất bén, rất ngon lành nhá. Cán của nó thì bằng nhựa thôi, cán nó bằng nhựa thôi nhưng mà nó rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, bộ sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao này, 4 con dao như này. Đấy, 4 dao luôn. Một cái kéo này. Kéo này thì các bác có thể dùng để kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này, khui bia, đánh vảy cá này. Đó, và một cái nạo như này. Đấy, một cái nạo như này nữa này. Đấy, combo cho các bác luôn, một bộ bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Đấy, sắc như con sói luôn các nhá, sắc như sói luôn. Đó. Lên mã cho em là bộ dao sói. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một bộ dao sói như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là bao nhiêu? Một bộ dao sói như này giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 nhá. Rất chất lượng nha bác luôn. Hàng thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, dao của Nhật thép SK5 không gì nhá, Japan nhá. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Đó. Lên cho em là bộ dao sói này. Đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó, 100k cho một cái bộ dao sói như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái cầm cho anh cái kéo 42 này. Cái kéo cắt ống nước nhá. Đấy, kéo cắt ống nước. Thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là dòng kéo to và mẫu dòng kéo nhỏ nhá. Đây. Đấy, kéo nhỏ thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đấy, ống ống nó gọi là phi 42 nhá, phi 42 đây, 42mm, hàng thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về các bác nhá, cắt được từ ống 42 trở về thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là kéo 42 nhá, kéo ống 42. Đó, cắt được từ ống 42 trở về. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Đấy. Các bác lên cho em là kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Giá của nó sẽ là 110k. 110.000 cho con kéo ống 42 như này. Đấy. Lên cho em là kéo 42 nhá, kéo 42 này. Kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá của nó sẽ là 110k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cái con dòng to hơn, hàng của thương hiệu Asahi Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này, Asahi Japan, cùng hãng với cái Eto cơ nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy. Đây. Mở ra rất là ngon này, lưỡi thép sáng bóng này. Chữ thì cả chữ nổi cả chữ chìm luôn, hàng của hãng cho nên các bác yên tâm nhá. Đây, Asahi Japan này. Đấy, có mã sản phẩm đồng hàng đây. Đấy, Asahi này. Đấy, chữ dập nổi dập chìm đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63. Giá sẽ là 230.000. Đấy. Con này thì lên cho em là kéo ống 63 nhá. Kéo ống 63 này, ống 63. Giá sẽ là 230k. Và bao ship tận nhà cho bác luôn, bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình sạc ắp quy nhá. Bình sạc ắp quy thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là bình 12 và một mẫu là bình 12-24. Đó, thì cái này là nó sẽ là sạc cho bình 12V này. Đấy, các bác lên cho em là sạc bình 12 nhá, sạc bình 12. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000, 190.000 cho con sạc bình 12 như này. Con này thì nó sẽ là sạc bình 12V. Đấy, 12V là 4A nhá, 4A 100Ah này. Đấy, 4A đến 100Ah. Đấy, sạc bình 12V. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá, xuất đi Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu đầy đủ cho các bác luôn nhá. Nga này, Anh, Pháp, Mỹ đầy đủ cho các bác luôn. Dòng này của nó thì đều là dòng khử sunfat này, chống đảo chiều, chống bị lệch âm dương này, rồi khử xun phát, rồi đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bình 12 nhá. Đấy, lên cho em là bình 12 này, sạc bình 12 nhá, sạc bình 12 này, sạc bình 12. Đấy, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k. Đấy, còn bên em có một loại cao cấp hơn. Con này thì sạc bình cả 12 cả 24. Đấy, lên cho em là sạc bình 12-24, sạc bình 12-24 này. Giá của nó sẽ là 290k và bao ship tận nhà cho bác nhá. Thì con này nó sẽ là một cái dòng cao cấp hơn rất là nhiều, sạc được cả hai loại bình 12-24. Đấy, và công suất của nó sẽ là 8A 24V 4A nhá, 12V là 8A và 24V là 4A. Đó, đây các cái thông số của nó đây. Đấy, 12V 8A và 24V 4A. Đó, thì nôm na nó như vậy để các bác biết được
Cái này thì em cũng không có chuyên môn lắm. Nó sạc ô tô này, sạc cho bình bình thường này, sạc xe máy này, rồi để các bác dùng để làm nghề sửa chữa đều ok hết nhá. Đó. Giá thì nó sẽ là 290.000. Lên cho em là sạc bình 1224, sạc bình 1224, giá sẽ là 290k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nó sạc bình 1224 nhá. Đấy. Thì nó sẽ có hai loại là sạc bình 1224 và sạc bình nguyên bình 12 thôi, nguyên bình 12. Con này thì nguyên bình 12. Đó thì tùy theo cái nhu cầu, mục đích và cái công năng để các bác lựa chọn cho cái loại bình nào phù hợp và lại sạc nào phù hợp với bình của mình. Đấy, ví dụ nhà các bác chỉ có cái bình 12V thì các bác mua nguyên con sạc bình 12 thôi. Còn nhà các bác có cả bình 24 thì các bác mua thêm con sạc bình 24 nữa là hợp lý quá nhá. Đó, con bình 12 là 190.000, con này là 12-24 là 290 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ kem đánh răng nhá, kệ nhả kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã cho em là kệ nhả kem đánh răng nhá. Nó sẽ là một con kệ như này, bao gồm cho các bác là sẽ có cho các bác là ba cái cốc như này, rất là đẹp. Ba cốc có nam châm hít luôn. Đấy, có nam châm hít này. Ba cái cốc có nam châm hít như này. Đấy, có nam châm hít nhá. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống miếng dán này có dán lên tường rồi tích cơ các kiểu này. Và nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay như này. Cái khay này thì sẽ về nhà các bác dán cái miếng dán vào đây. Về nhà các bác cho cái lọ kem đánh răng vào đây cho em. Đấy, sau đó thì mình nhả kem là nó sẽ ra nhá. Nhả kem là nó sẽ ra, nó rất là tiện luôn. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho cái kệ nhả kem đánh răng này thôi. Lên cho em là kệ nhả kem đánh răng, giá của nó sẽ là 190k. Ở đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây nhà em đã đang sử dụng, đây em lắp đặt thực tế đây cho các bác xem. Đây. Đây các bác này. Đó. Nhà em để thì nó hơi cũ, nó hơi bẩn một tí, các bác thông cảm nhá. Đây. Đấy, đây là nó sẽ có sẵn cho các bác là cái đây nhá. Đó. Đây. Có sẵn cho các bác cái miếng dán này và cái hít này. Đây nhá, đây là cái khay để dán này. Hai cái miếng dán này về nhà các bác dán lên tường cho em này, dán lên cái tường gạch men đấy. Đó, sau đó thì các bác lắp cái này vào này. Dán xong thì mình lắp cái này vào kia. Đó, rất đơn giản thôi. Lắp vào xong rồi. Đó, cái cốc này thì các bác có thể để bên trên hoặc để bên dưới đều được nhá. Cái này là em để quay cho nên nó hơi nhếch nhác một chút, các bác hết sức thông cảm. Đây. Đấy, cốc lấy ra này. Đấy. Ngoài ra thì khi mà các bác muốn lấy kem đánh răng thì các bác chỉ cần nhấn như này thôi này. Nhấn như này cho em này. Đấy, các bác nhấn này là kem đánh răng nó sẽ nhả ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Kem đánh răng nhả ra đây, rất là tiện nhá. Đó, kem đánh răng nhả ra đầu nha. Đây. Đây các bác này. Đấy, kem đánh răng nhả ra là mình sử dụng thôi, nó rất là tiện nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới bác một cái kệ kem đánh răng như này, giá của nó sẽ là 190.000. Các bác có thể treo bàn chải ở đây này. Đấy, treo bàn chải ở đây hoặc là để lên trên này cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng, giá sẽ là 190.000. Xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây là ok rồi. Đây rồi, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con thắt lưng cá sấu nhá, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu thắt lưng dài như này. Các bác lên cho em là cắt thắt lưng cá sấu thường và một loại là cắt thắt lưng cá sấu ở trong hộp nhá. Đấy. Hai con thì nó đều như nhau thôi, nó chỉ khác nhau là một con là nó sẽ là trong hộp như này. Đấy, một con thì trong hộp như này thì các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Còn một con bình thường như này thì các bác có thể dùng trực tiếp luôn. Đó, thì các bác mua về mình dùng thì không cần phải hộp nữa. Thắt lưng cá sấu rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mịn nhá, hàng cực kỳ đẹp. Quay rồi. Vừa quay hôm qua thằng. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác nhá. Đây các bác này. Đó, các bác theo. Đấy, các bác nghe cái tiếng kêu của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó. Hàng xịn sò, nó khác ngay các bác này. Đấy. Nghe cái tính kêu của nó các bác thấy là chất lượng rồi. Đó. Chất lượng từ đường kim mũi chỉ luôn nhá, từ đường kim mũi chỉ luôn, rất là đẹp, rất chất lượng. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là mặt đúc liền như này, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat và có hình con cá sấu nổi như này nhá, có hình con cá sấu nổi như này. Thì các bác lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp này, cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài nhá. Đấy. Thì lên cho em là cá sấu hộp hoặc cá sấu dài. Cá sấu hộp thì sẽ là 140.000. Đấy, lên cho em là cá sấu hộp này. Đó. Cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì sẽ là 140k nhá, 140k. Còn thắt lưng cá sấu không này,
Đấy, cá sấu thắt lưng, cá sấu dài nhá. Cá sấu dài thì giá của nó sẽ là 80k nha, 80.000. Đấy thì nó chỉ có mỗi thắt lưng không thôi nhá. 80.000 là chỉ có một con thắt lưng không như này thôi các bác này. Nhưng mà cũng rất là đẹp, rất chất lượng nhá. Đấy, hai con đều như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp thôi. Thì các bác có thể lấy dòng có hộp hoặc là thắt lưng dài, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là cá sấu hộp hoặc là cá sấu dài, hai mẫu đều như nhau, chất lượng như nhau rất là đẹp. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. Đó, giá chỉ có 80.000 thôi. Còn bác lấy con hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000, cá sấu hộp 140.000, cá sấu không hộp thì sẽ là 80k. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ ba thớt các bác nhá. Đấy, lên xem là bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn các bác nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là bộ ba thớt kháng khuẩn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho ba cái thớt như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi mà các bác nhận được tới là 33 cái thớt này các bác này. Hàng cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Đây. Có lên cho em là thớt kháng khuẩn 5D này. Đấy. Lên cho em là thớt kháng khuẩn nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Bộ ba này. Đó, bộ ba thớt kháng khuẩn đây, thớt kháng khuẩn này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho ba chiếc thớt như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng và xịn sò. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái thớt liền luôn. Đó. Tha hồ các bác thoải mái sử dụng. Nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một con nhỏ này, một con nhỡ và một con to. Đấy. Con to này thì kích thước của nó sẽ là 35 nhá, dài là 35. Đấy, còn con nhỏ này thì kích thước của nó sẽ là 30 và con nhỏ nhất này thì kích thước của nó sẽ là 20 nhá, 20. Đó. Thì nó sẽ là một bộ ba thớt như này. Đấy, kháng khuẩn luôn. Đấy, rất là đẹp, sạch sẽ đẹp không nhá. Đó. Lên cho nó bộ ba thớt kháng khuẩn này. Cái này các bác có dùng thì dùng để thái để chặt đều được, ok hết nhá. Một cái bộ ba thớt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một bộ ba chiếc như này. Bộ ba chiếc như này giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, 60.000 thôi. Lên xem là bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Bộ ba thớt này. Bộ ba thớt kháng khuẩn giá của nó sẽ là 60k cho bộ ba cái nhá. 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về tới bác cái dòng sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Lên mã cho em là rổ vuông. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cặp nhá. Ba cặp. Đấy. Tức là nó sẽ có 3 chậu và 3 rổ, 3 chậu 3 rổ như này. Thì lên trên là rổ vuông nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm là 3 chậu và 3 rổ. Con to nhất thì đường kính của nó khoảng 35 cm, rổ 2 lớp nhá, rổ vuông. Lên trên là rổ vuông, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Rổ vuông. Đấy. Giá là 80k đợt này về cho bác, giá còn là 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. 70.000 cho một bộ rổ vuông này thôi nhá. Lên trên là rổ vuông, giá của nó sẽ là 70k. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con chậu như này. Đấy, một chậu một rổ, cứ một chậu một rổ và nó sẽ có là 3 bộ. Đấy, 3 bộ. Đây, cứ một chậu một rổ như này nhá. Đấy, 35 rồi 30 rồi 25. Đấy, cứ một chậu một rổ như này. Các bác có thể dùng để rửa rau này rồi đựng đồ ăn, đựng thực phẩm đều ok hết. Đấy. Thì nói chung là nó rất là hợp lý rồi, để mình rửa rau, ăn rau thơm, rau xà lách, rau sống mình đựng vào đây. Hoặc các bác rửa rau để mình chế biến thực phẩm thức ăn cũng rất là ok. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, giá đợt này về cho bác giá tốt luôn, chỉ còn là 70k thôi. 70k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, rổ vuông nhá, lên nhau là rổ vuông, giá sẽ là 70.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái dầu nóng Hàn Quốc nhá. Coi lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là một cái dòng dầu nóng này, các bác bôi vào rất là tốt luôn. Đặc biệt là bác nào mà hay bị đau lưng, đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau các cái khớp xương khớp. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá, có tem chống hàng giả đàng hoàng nhá. Hàng này thì nó bán là thị phần của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Bán rất là chạy luôn nhá. Đây. Tem mác các thứ đàng hoàng các bác này. Đấy. Nó sẽ là thuộc một cái dòng kem trắng như này. Kem trắng như này các bác này. Đấy. Đấy, kem trắng như này. Các bác đổ ra mình bôi lên các cái phần ví dụ như là xương khớp này, khớp tay, khớp chân này. Đấy. Đau mỏi đây. Đây đau cổ này. Đấy, đau mỏi cổ vai gáy này. Đấy, các bác bôi vào cho em. Đó. Các bác bị đau cổ, đau vai, đau gáy. Hoặc là các bác chơi thể thao, tập luyện thể thao nhá. Đấy, nó bị đau các cái khớp xương, các bác bôi vào cho em. Rất là ok luôn. Đó. Thì một lọ như này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 thôi. 40.000. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Có kèm cho các bác một cái miếng massage như này, con lăn massage như này. Đây, hàng của Hàn Quốc nhá. Mã tem, mã vạch đàng hoàng, mã cốt cái thứ đâu ra đấy này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc. Giá thì chỉ có 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này thôi.
giá rất hợp lý để trân trọng gửi tới các bác nhé. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k. Đó. Bên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này các bác nhá. Đó. Rất là tiện dụng luôn. Một lọ này của nó sẽ là 100ml nhá. Bác nào hay bị đau cổ, đau mỏi vai gáy, đau thắt lưng, các bác bôi hết vào cho em đều ok hết nhá. Tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác các dòng sản phẩm, đó là kia giấy lau giày nhá. Các bác lên cho em là giấy lau giày. Con này thì ví dụ các bác con giày dép bị đi về nó bị bẩn, bị bụi. Đấy, bị bẩn, bị bụi thì các bác dùng cái giấy này chị ạ. Đấy, cứ dùng trực tiếp con giấy này là mình lau trực tiếp lên cho em là xong. Đấy. Ở cái giấy này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là nước và xà bông rồi. Nước và xà bông rồi. Thì khi các bác bắt đầu mà mình lau vào ấy thì nó sẽ thấm qua các cái thấm qua các cái bề bề mặt của da hoặc là của ấy các bác nhá. Của da hoặc là của cái phần vải dày, và nó sẽ tẩy sạch hết các cái vết bẩn ở trong cái đôi giày của mình đi, cho nên nó rất là tiện đây. Tại vì nhà các bác lột như này cho em này. Đấy. Đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác là cái tờ giấy như này. Đấy, và nó sẽ là có sẵn xà bông luôn. Các bác cứ đánh như này là xà bông nó ra nhá. Đấy, đánh như này xà bông nó ra này. Thì các bác có thể dùng để mình lau chùi vệ sinh rất là tốt, rất là tiện ích nhá. Đây. Ví dụ như đây là nó là một cái cán này, nó đang bị ố như này này. Đấy, nó đang bị ố như này. Đấy, cái cán này đang bị ố như này thì em thử tẩy đi xem nó sẽ như nào các bác nhá. Đây. Đấy, nó sẽ bị ố như này các bác này. Đấy, bị ố bị bẩn như này. Đấy, các bác dùng cái giấy này, các bác vệ sinh đánh đi cho em. Đó, đánh đi. Đó, đánh đi. Đấy mà này. Đấy. Đánh đi, cái này nó sẽ có xà bông nha và có thuốc tẩy luôn. Đánh nhìn đâu là nó tẩy sạch cái đấy các bác này. Đấy. Tẩy trắng luôn các bác thấy không? Đây, trắng sạch luôn. Mà cái vết bẩn bám vào gỗ như này là rất là khó tẩy nhá. Mấy em mà tẩy được sạch luôn các bác này. Đó. Rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá của nó giấy lau giày này. Giấy ướt lau giày. Đó. Giấy ướt lau giày nhá. Lau giày giá sẽ là 15k trên một bịch như này thôi. Và mua từ 3 bịch thì bên em sẽ gửi tới bác cái giá đó là 40.000 nhá. 3 bịch là sẽ là bằng 40k cho 3 bịch. Còn mua lẻ. À xin lỗi các bác là 20.000 trên một bịch nhá. 20.000 trên bịch này và mua từ 3 bịch thì sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch thì sẽ là 50k. Đó, em nhầm giá xin lỗi các bác. Đấy thì 20k trên một tít bịch như này. Đấy, và mua từ 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch thì sẽ là bằng 50.000. Đó. Đấy, nhầm giá một chút xin lỗi các bác nhá. Đó. Thì mua một bịch sẽ là 20.000 cho một bịch như này và 3 bịch sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy các bác nhá. Đấy, cốc tự khuấy thì nó sẽ là một cái dòng cốc dung tích của nó thì nó vào khoảng là 200ml nhá, 200ml và nó sẽ tự khuấy luôn. Con này thì nó sẽ có dòng đời mới thì nó sẽ có pin sạc, pin sạc. Về nhà các bác không phải lắp pin thường nữa, nó mất công. Đấy, dùng con pin sạc này rất là tiện này. Đấy, mở nắp ra này. Bên ngoài thì bằng nhựa này. Chống nóng này, bên trong thì bằng inox nhá, sáng bóng giữ được cả nhiệt luôn. Và nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường như này thì rất là tiện. Khi mà các bác dùng thì các bác có khi mà các bác rửa thì nó rất là tiện, chịu nóng chịu nhiệt tốt. Đấy, khi các bác rửa thì các bác chỉ cần là bỏ cái này ra là xong. Khi nào dùng thì mình bỏ vào. Đấy. Khuấy các bác. Đấy. Rất là tiện. Thì các bác có thể dùng để mình pha cà phê, pha các loại hạt, loại ngũ cốc các kiểu, con nào điều đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, một con cốc tự khuấy như này giá thì chỉ có 90 cành thôi, 90 cành cho một con cốc tự khuấy như này thôi nhá. Đấy, về nhà thì có kèm cho các bác một dây sạc, rồi về nhà các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình là xong nhá, củ sạc điện thoại nhà mình. Đó. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó. Cốc tự khuấy này. Đó. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k cho bọn em cốc tự khuấy như này nhá, 90 cành. Đó. Giá cực kỳ là mềm mại, tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá. Đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là
chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này, thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Một cái viên đá mài như này đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá, một cái miếng lót như này để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy, để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy, hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này, độ mịn là 3.000, 8.000. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá, viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, lên cho em là đá đỏ này, giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên nhá, 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá, lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. À, giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 nhá, 5.000 trên 10.000. đó, 5.000 trên 10.000. đó, còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. thì lưu ý các bác khi mài thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước, ví dụ 3.000, 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy, và cái 5.000, 10.000 thì cũng vậy, thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. đấy, thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia ổ đúc vàng nhá. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45.000 cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là đơn shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80.000 nha. Dòng này thì không có pin nhá, bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này, rất là đẹp luôn. Khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó, giá thì sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn, trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này, nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó, sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó, thì về nhà các bác giật cái này ra, giật cái này ra này. Đấy, giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy, các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó, nước hoa khách sạn, mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu quá nhá. Đấy, và giá thì cũng rất là hợp lý thôi, một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy, thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá, các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy, hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy, các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó, giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác.
gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhé. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi, và chiều dài của nó là được 2 mét nhá, dân với lại bản của nó là 6 mm nhá, số to cực kỳ rõ ràng luôn con này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2 mét, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn, bản thì dày khoảng 2 ly nhá, hàng made in Germany này. Đó, dao chặt của Đức nhá, con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá, nặng khoảng 4 lạng gì đấy, rất là nặng luôn, cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon, thép trắng không gỉ nhá, dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30 cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá, nó dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy, em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy, em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó, khá là bén luôn các bác này. Đấy, dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy, bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy thôi nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày, nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các bác nhá, hàng rất chất lượng này, hàng made in Germany đó. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4-5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4-5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá, 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy, cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy, tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy, thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này, thì các bác có thể lắp vào đây, lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá, lục giác ba khe mũi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại, rồi laptop các kiểu, con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi, hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, tăng áp lực nước rất là tốt luôn đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này, con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, dây dài 1,5 m nhá. Đấy, các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em, dây dài 1,5 m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi, con này bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng này thì khỏi phải bàn rồi, giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt này tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá, 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây, em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, đây các bác này, đấy, có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này, đấy, nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn, và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi, ok. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cá sấu vàng. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu, một dòng là có hộp và một dòng là không hộp nhá. Đó,
chất lượng dây thì nó sẽ như nhau thôi, dây thì nó sẽ là như nhau. Đó, chất lượng dây thì nó sẽ là như nhau các bác nhá. Đấy, không có gì thay đổi cả. Chất lượng, màu sắc và kiểu dáng đều là như nhau. Thì cái mẫu có hộp này thì giá của nó sẽ là 140.000. Đấy, 140.000, con này nó sẽ là dòng có hộp nhá, dòng có hộp này. Đấy, nó cũng tương đương như nhau, nó không có khác gì nhau cả. Đấy, thì cái con có hộp này giá sẽ là 140.000. Đấy, chất da các thứ như nhau thôi. Thì con có hộp này sẽ là 140.000 nhá. Thì nó sẽ là đựng trong cái hộp xịn sò như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp, rất là ok luôn. Đấy, chất da của nó thì siêu mềm mại luôn. Đấy. Thì đây các bác lên xem là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Đấy, loại có hộp thì sẽ là 140.000 và loại không có hộp này thì giá của nó chỉ có 80k trong một chiếc thôi. Đấy, thì các bác tùy, các bác có thể lấy loại có hộp hoặc không có hộp tùy theo. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền như này, hàng thắt lưng của nó sẽ là mặt đúc liền mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, chất liệu của nó rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Khóa đúc liền như này. Đây, khóa nó kêu tanh tách các bác này. Đấy, nghe tiếng khóa kêu của nó rất là thích. Đấy, khóa rất là thích và đánh quạt trần. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy, con có hộp thì sẽ là có thắt lưng có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Và đánh quạt trần. Các bác lên xem là thắt lưng có hộp nhá. Đấy, thắt lưng có hộp này. Có hộp thì giá của nó sẽ là 140k nhá, 140k. Đây, nó sẽ là thắt lưng có hộp như này. Đấy, có hộp như này nhá. Đấy. Thắt lưng có hộp này, giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Còn thắt lưng không hộp nhá. Thắt lưng không hộp nhá. Đấy, không hộp thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái thắt lưng không hộp đây. Đấy, nó sẽ là một dòng thắt lưng cá sấu vàng rất là đẹp như này. Đấy, các bác lên xem là cá sấu vàng hộp này hoặc cá sấu vàng không hộp cũng được. Đó, hoặc là thắt lưng có hộp hoặc thắt lưng không hộp nhá. Cũng thế thôi. Đấy, con này thì sẽ là 80.000 cho một con thắt lưng như này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1m1m2 nha, 1m1m2. Các cái cỡ bụng to bụng nhỏ thoải mái luôn. Lẫy của nó sẽ là dòng lẫy trượt như này cho nên rất là thoải mái nhá, lẫy trượt như này. Đấy, khóa của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa kêu đã biết là hàng chất lượng rồi. Đấy. Chất da của nó thì rất là mềm luôn, chất da rất là mềm luôn các bác này. Đấy, chất da siêu mềm luôn. Và giá thì rất là hợp lý nhá. Từ đường kim mũi chỉ, từ những cái đường khâu của nó này. Đấy, độ hoàn hảo, độ sắc nét cực kỳ là cao luôn nhá. Đấy, độ hoàn hảo, độ sắc nét rất là cao luôn. Mặt cá sấu mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, mặt cá sấu mạ vàng tuyệt đẹp như này nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là thắt lưng có hộp. Đây, con này thì nó sẽ có hộp như này. Đựng trong một cái hộp như này rất chất lượng xịn sò nhá. Thắt lưng có hộp thì giá của nó sẽ là 140.000. Đây, 140.000 cho một con thắt lưng có hộp như này. Đấy, đựng trong cái hộp như này. Đấy. Còn các bác lấy giờ như này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái thắt lưng không hộp nhá. Đấy, 80.000. Đó, thắt lưng không hộp giá sẽ là 80.000. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Giá rất hợp lý. Đấy, hai con thì nó như nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái hộp thôi nhá. Khác nhau cái hộp này thôi. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cặp sách chống gù lưng nhá, cặp sách chống gù lưng như này. Đấy, đây là hàng của Nhật nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ là cặp dạng hình hộp vuông như này. Cặp dạng hình hộp vuông như này và chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn. Đó. Chuyên của Nhật nó sản xuất cho học sinh để chuyên chống gù lưng nhá. Đấy. Bây giờ các em nó đi học thì sách vở mang theo rất là nhiều. Đấy, và cái tình trạng mà đeo nhiều sách quá thì bị gù lưng rất là nhiều. Đấy, gù lưng rồi còng lưng. Đó thì cái con này thì nó rất là đa di năng nhá. Bên ngoài của nó thì nó sẽ có cho các bác là các cái khay để đựng nước, đựng niếc này. Đấy, đựng nước, đựng bút sách linh tinh nhá. Đấy, hình sao vàng Việt Nam này và các cái ngăn nhỏ để phụ kiện các thứ bút sách này, hộp bút, hộp biếc để bên ngoài này. Đấy, và một ngăn to nhá. Cái ngăn to này thì nó sẽ là dòng hình hộp vuông như này. Hình hộp vuông như này cho nên là nó rất là tiện này. Đấy. Dòng hình hộp vuông này rất là tiện, để được rất là nhiều sách bút rồi máy tính bảng các thứ cũng ok. Đấy, và có lót mềm như này. Đấy, thắt đai chống gù lưng rồi chống mỏi lưng các thứ cho các em luôn. Đây, rất là đẹp. Đấy, lót rất là êm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Các bác lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách cặp Nhật chống gù lưng giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cặp Nhật nhá, chống gù lưng giá của nó sẽ là 130.000, chống gù lưng này. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một cái cặp Nhật chống gù lưng như này, rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn và giá thì khá là hợp lý các bác nhá. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều mã hàng mới. Trong đó bên shop về cho các bác cái lô nồi lẩu này, lẩu 2 tầng, lẩu mini rồi cặp lồng hấp rất là đẹp và xịn sò để gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn.
nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đây một cái con nồi lẩu mini nhá, đang sôi rất là ác luôn các bác này. Đấy nồi lẩu mini con này giá sẽ là 150.000. Đường kính của nó là 20 cm nhá, 20 cm. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con nồi lẩu 2 tầng nhá. Con này 2 tầng luôn, khói ngùn ngụt luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là có một tầng khay hấp như này. Đấy, một tầng khay hấp như này. Đấy các bác thấy không? Một tầng khay hấp và một tầng thường như này. Đấy cũng đang sôi ngục luôn. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá, 28 cm. Đó. Tiếp theo là đến một con cặp lồng điện này, cặp lồng điện. Đấy, con này thì nó sẽ có 2 tầng như này. Đấy, cũng sôi ngục luôn các bác này. Đấy, cũng sôi ngục luôn. Đó, đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác nhá. Đó, thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món một cho các bác xem tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua món nào thì có thể liên hệ nhé. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái con nồi lẩu 2 tầng đi. Nồi lẩu 2 tầng này. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp này. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay hấp như này. Đấy, nó sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái khay hấp như này nhá. Một khay hấp như này các bác có thể đặt lên đây này. Đấy, đường kính của nó thì vào khoảng là 28 cm. Một khay hấp này kèm thêm cho các bác là nắp kính như này. Đấy, nếu các bác dùng ăn lẩu thì mình có thể là bỏ cái khay hấp này ra và mình dùng trực tiếp ăn lẩu luôn. Con này thì nó có chống dính luôn nhá, có chống dính luôn các bác này. Đấy, đu nó rất là nhanh sôi. Con này thì nó sẽ có hai số, số 1, số 2 nhá. Khi các bác bật thì công tắc nó sẽ ở đây này. Đấy, bật là nó sẽ lên đèn này. Đây. Đấy, đèn đỏ lên này. Đấy, số 2 này. Đấy, số 1 này và tắt đi này, tắt đi là đèn nó tắt nhá. Bật lên số 1 là nó sẽ lên đèn này. Số 2 này nó sẽ có hai cấp độ số như vậy nhá. Sôi rất là mạnh luôn. Và con này ưu điểm của nó là hàng chống dính nhá. Hàng chống dính cho nên là các bác sử dụng yên tâm. Đó, hàng chống dính cho nên các bác có thể chiên, rán, xào, nấu được hết nhá. Đó và rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu 2 tầng như này, giá của nó sẽ là 230.000 nhá. Lên cho em là lẩu 2 tầng giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho bác luôn. Lẩu 2 tầng nhá, giá sẽ là 230.000. Giá rất tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, vung viết của nó này, vung kính cường lực này, một khay hấp này, một khay hấp như này. Đấy và kèm thêm cho các bác là một nồi lẩu như này. Đấy, có tráng chống dính nhá, tráng chống dính này. Đường kính khoảng 28 cm nhá, 28 cm. Đường kính 28 cm. Siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng sử dụng điện 220V này. Đấy, điện 220V 28 cm, công suất của nó là 1000W nhá, 1000W. Hàng dùng cực kỳ là ngon luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết. Có chống dính nhá. Đấy, có chống dính luôn. Chiên rán xào nấu ok. Đó, đây. Rất chất lượng cho các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là em lên cho bác cái con nồi nó sẽ là một cái con nồi lẩu mini nhá. Đây, một con nồi lẩu mini như này. Con này thì cũng sôi rất là ác luôn này. Đấy, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt bật ở đây này, tắt đi bật lên này. Đấy, nó sôi rất khủng khiếp luôn các bác, sôi rất khủng khiếp luôn. Con này sôi rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng để mình ăn lẩu này, nấu mì này hoặc là dùng các công việc đều được nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Sôi rất là ác luôn. Đây. Đấy một con nồi lẩu như này, sôi rất khủng khiếp nhá. Con này thì các bác có thể dùng để chế biến đồ ăn, ví dụ như là nó cũng có chống dính, có thể dán được nhá. Và có công tắc này, các bác chỉ cần bật lên là cho em là xong này. Đấy, đường kính của nó thì con này của nó sẽ là một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá, 18 cm. Đường kính của nó sẽ là 18 cm, có công tắc đóng ngắt như này. Đấy, sôi rất là mạnh luôn, kèm dây giếc cho bác đàng hoàng. Hàng cực kỳ là cao cấp nhá. Đấy, đường kính 18 cm. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Điện thì nó sẽ là điện 220 này, đây. Đấy, điện 220V này, 450W này và 50Hz nhá. Đấy, điện 220V, 450W và 50Hz. Đó. Đây, thông số giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó cũng rất là tiện nhá. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con nồi lẩu mini như này, giá của nó sẽ là 100 đây. Đấy, nồi lẩu mini, giá của nó sẽ là 150.000 cho một con nồi lẩu mini như này nhá. 150.000. Lên cho em là nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000, rất tiện dụng luôn. Đấy, sôi rất là mạnh, có công tắc các bác chỉ cần tắt đi như này là xong. Đó, tắt công tắc đi là xong. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy, có dây cắm điện như này. Đấy, con này thì nó sôi rất là dai luôn, tắt công tắc rồi mà nó còn sôi mãi này, mâm của nó nóng rất lâu nhá. Đây, công tắc em đã tắt nhá, điện đã rút nhá. Đấy, điện đã rút. Nhưng mà con này nó cũng giữ nhiệt rất là khủng khiếp luôn. Đây các bác này. Đấy, công tắc tắt này, điện rút này. Nhưng mà nó giữ nhiệt rất khủng khiếp luôn nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con từ từ đã. Kéo vào dây điện đấy. Giá của nó sẽ là 150.000 nhá, lên mã cho em là nồi lẩu mini nhá. Điện đã tắt nhá, điện đã tắt, công tắc đã rút nhá, nhưng mà vẫn sôi rất là lâu luôn, sôi rất lâu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Đó.
sản phẩm tiếp theo đó là các bác lên cho em cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện này, nó sẽ là một con cặp lồng như này. Một con cặp lồng như này các nhá. Đây, một con cặp lồng rất là đẹp này. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng, có 2 tầng. Đây. Đây là cái tầng 1 này. Tầng 1 thì các bác cho nước trực tiếp vào đây nhá. Cho nước trực tiếp vào đây nó sôi rất mạnh luôn. Đấy, sôi rất mạnh luôn như này các bác này, nó đang sôi đây các bác này. Đấy, đang sôi đây, sôi rất là mạnh luôn. Và nó sẽ có công tắc ở đây các bác này, có công tắc ở đây, các bác có thể tắt đi này. Đấy. Tắt đi vẫn sùng ục luôn, bật lên này. Bật lên thì công tắc nó sẽ lên này. Đấy, sau đó thì các bác đun cho nước vào nó sẽ đun sôi thôi. Đây, nó đang sôi này các bác này, đang sùng ục luôn. Thì các bác có thể cho các cái loại ví dụ như là gạo này. Đấy, gạo này rồi cơm canh rồi các kiểu vào đây, cho vào đây thì mình có thể ví dụ cho gạo vào đây là các bác cho thêm nước vào đây nữa là mình có thể nấu cơm trực tiếp ở trong cái khay này được luôn. Đấy, cho vào đây mình nấu cơm trực tiếp được luôn nhá. Nó sẽ là khay inox nhá. Đấy, khay inox giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt và nấu cơm nước rất là ngon luôn, sáng bóng đẹp các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 2 tầng và sẽ có 4 cái khay như này. Thì các bác tích trữ đồ ăn này, mang cơm này, mang đồ ăn rồi canh riêu các thứ đi nhá. Các bác để hết vào 4 cái khay này cho em. Đến công ty nhà xưởng hoặc là đến nơi làm này các bác chỉ cần là cắm điện vào. Đấy, đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Nó sẽ có 2 tầng như này. Các bác chỉ cần cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm điện vào. Đến nơi thì các bác cắm điện vào cho em. Sau đó thì mình bật công tắc lên là mình sử dụng thôi. Ví dụ như là các bác mang cơm mang đồ ăn đi thì gần đến bữa ăn là mình sử dụng nhá. Đấy, nó sẽ là 2 tầng như này. 2 tầng có quai sách như này, cực kỳ chắc chắn, chất lượng và xịn sò luôn. Đó. Chất lượng và xịn sò nhá. Và con này các bác dùng để mang cơm đến đi làm, đi học ở cơ quan hoặc đi làm hoặc là đi công tác thì rất là tiện nhá. Đấy, 2 tầng như này các bác này. 2 tầng như này. Lúc nào cũng sôi ngục luôn. Lúc nào cũng sôi ngục luôn nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Thì lên cho em đó là cặp lồng điện nhá. Lên cho em là cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đấy, nó sẽ là 175.000 nhá. Lên mã giúp cho em là cặp lồng điện sôi rất là mạnh luôn. Đấy. Thì con này rất là tiện các bạn, 175.000 cho một con cặp lồng điện như này. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đá mài hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác. Và lô này bên shop về thì giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất tốt cho bác luôn. Thì bên em có hai mẫu, nó sẽ là đá đỏ và đá vàng nhá. Đá đỏ và đá vàng. Đấy. Đá đỏ này thì nó sẽ là độ mịn là 3.000-8.000 và đá vàng này là độ mịn 5.000-10.000. Hàng đều là hàng nội địa Nhật nhá, made in Japan cho các bác. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Đây, một cái viên đá mài chất lượng như này các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là chữ của nó là in trực tiếp trên đá luôn nhá, chữ in trực tiếp trên đá luôn, hàng nội địa của Nhật này. Thương hiệu Katashiwa, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, hàng rất là chất lượng cho các bác và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn, một cái viên đá mài như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là độ mịn 3.000, 8.000 và độ mịn 5.000, 10.000. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó. Thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái miếng lót như này nhá. Một cái miếng lót như này. Để các bác khi mình mài thì nó khỏi bị trơn trượt nhá. Đấy. Để trên các mặt bằng mình mài thoải mái luôn. Đấy. Hàng vận chuyển từ bên Nhật về thì thi thoảng nó có những viên nó bị gọi là hơi sứt nhẹ như này thì không có vấn đề gì các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy, cái này đá nó màu đỏ này. Độ mịn là 3.000, 8.000 này. Đấy, hàng thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Lên cho em là đá đỏ nhá. Viên đá đỏ này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên thôi. Đó, đá mài hàng Nhật nhưng mà giá thì cực kỳ Việt Nam luôn. Đó, viên này thì lên cho em là đá đỏ nhá. Đấy. Lên cho em là đá đỏ này. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một viên nhá. 70.000 cho một viên đá đỏ như này. Đấy, 70.000 cho một viên đá đỏ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái viên này thì nó sẽ là đá vàng nhá. Lên cho em là đá vàng. Đấy, nó sẽ là màu vàng. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Con này thì độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000 nhá. 5.000 trên 10.000. Đó, 5.000 trên 10.000. Đó. Còn con đá đỏ này thì độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá. 3.000 trên 8.000. Đây, độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000. Thì lưu ý các bác khi mà thì các bác cứ mài cho em cái độ mịn cao trước, sau đó thì mài cái độ mịn ít trước nhá. Đấy, độ mịn ít trước. Ví dụ 3.000, 8.000 thì các bác mài cho em cái phần 3.000 này trước, sau đó thì mình mài lên cái 8.000 này để mình lấy bén nhá. Đấy. Và cái 5.000, 10.000 thì cũng vậy. Thì các bác mài cho em cái độ mịn 5.000 trước, sau đó thì các bác mài lên cái độ mịn 10.000. Đấy, thì độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén nhá. Và giá thì bên shop đang gửi từ bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là đá đỏ nhá. Đá đỏ thì sẽ là 70.000 cho một viên như này. Kích thước của nó sẽ là gần 20 nhá, gần 20. Đấy, bản thì rộng là khoảng 4 cm và cao thì khoảng là 3 cm nhá. Bản rộng khoảng 5 cm và cao khoảng 3 cm. Đấy, 2 cm rưỡi 3 cm. Đó. Tiếp theo em lên cho bác đó là kia
ổ đúc vàng nha. Các bác lên cho em là ổ đúc vàng, giá của nó sẽ là 45k cho một con ổ đúc vàng như này, 45.000. Lên cho em là ổ đúc vàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng chống va đập thoải mái luôn, chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Và lá của nó đều 100% là bằng lá đồng hết nhá. Bên trong của nó là lá đồng hết. Ổ đúc chống va đập về nhà các bác xoáy cái bát ốc này ra sau bắt vít vào cho em. Công suất của nó sẽ là 16A 250V. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45k. Lên cho em là ổ đúc vàng, giá sẽ là 45.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là đơn shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là một cái con đèn kim. Đấy, giá sẽ là 80k nha. Dòng này thì không có pin nhá. Bên em bán thì không có pin đâu. Cái này em lắp pin vào để em thử cho các bác xem thôi, chứ còn bên em bán là nó sẽ không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn này. Rất là đẹp luôn, khi thả ra nó sẽ là nhiều màu như này. Rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Và giá thì cực kỳ là hấp dẫn nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc như này, rất là đẹp này. Đó. Giá thì sẽ là 80k nhá. Lên cho em là đèn kim, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, 80.000 cho một con đèn kim như này. Lên mã cho em là đèn kim, giá sẽ là 80k. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa khách sạn nhá. Con này thì bên Nhật nó chuyên dùng để trong các cái hệ thống nhà hàng khách sạn. Trong cái hệ thống nhà hàng khách sạn nó dùng để nó sử dụng trong nhà hàng khách sạn nhá, rất là tuyệt vời luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Và nó sẽ có những cái que như này để khi mà các bác mở ra thì các bác cắm vào cho em để cho nó thơm nhá. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, nó sẽ có một cái nơ đeo rất là đẹp như này, có một cái nơ này để các bác đeo này. Nơ các bác đeo cái nơ này vào đây cho em này. Đó. Sau đó thì các bác để trong nhà hàng khách sạn. Đấy, phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đó. Thì về nhà các bác giật cái này ra. Giật cái này ra này. Đấy. Giật cho em, mở cho em cái nắp này ra này. Đấy. Các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó thì cái này nó đậy rất là chặt luôn, sau đó thì cắm cái bấc này vào. Đó. Nước hoa khách sạn. Mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu các nhá. Đấy. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này. Lên cho em là nước hoa khách sạn nhá. Giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng dây điện nhá. Đấy. Thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thước rút trước này. Đấy, nó sẽ có cái dòng là thước móc khóa nhá. Các bác lên cho em là thước móc khóa. Chiều dài của nó sẽ là 2m và nhân với lại 6mm nhá. Con này thì có thể cuộn tròn như này được này. Đấy. Hàng này của nó là thép siêu mềm luôn và cái hệ thống lò xo của nó rất là tốt này. Đấy. Các bác thả cái nó phật vào ngay. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Đó, bên em sẽ về nó có hai màu, màu vàng và màu đồng như này. Đấy, bác nào chọn màu thì báo, còn không thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Nó sẽ có màu vàng và màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay như này thôi và chiều dài của nó là được 2m nhá. Nhân với lại bản của nó là 6mm nhá. Số to cực kỳ rõ ràng luôn các bác này. Đấy, dùng rất là ngon, rất tuyệt vời luôn. Thì các bác có thể đeo vào móc khóa này để mình sử dụng sơ cua, mình cần lấy kích thước nhanh thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, kích thước của nó là 2m, giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là thước móc khóa nhá, có thể đeo vào móc khóa như này được. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao chặt của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao chặt Đức này, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Bản thì dày khoảng 2 ly nhá. Hàng made in Germany này. Đó. Dao chặt của Đức nhá. Con này thì chắc là nó nặng khoảng là 4 lạng gì đấy nhá. Nặng khoảng 4 lạng gì đấy. Rất là nặng luôn. Cầm cực kỳ đầm. Con này chặt thì cực kỳ là ngon. Thép trắng không gì nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 30cm. Các bác lên cho em là dao chặt Đức nhá. Đó, dao chặt Đức này. Đấy, dao chặt của Đức mà. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức. Giá của nó sẽ là 150k nhá. 150.000 cho một con dao chặt Đức như này. Con này thì rất là đẹp luôn con này. Đấy. Em sẽ thử test thử dọc giấy cho bác xem như thế nào nhá. Đấy. Em đã gieo cho em là dao chặt Đức nhá, để em thử test dọc giấy cho. Đó. Khá là bén luôn các bác này. Đấy. Dao chặt mà dọc giấy như này là khá là ngon rồi các bạn. Đấy. Bình thường thì nếu mà những con dao chặt thì rất là khó để dọc giấy các bác nhá, tại vì cái bản của nó khá là dày. Nhưng mà con này dọc giấy ok, tức là hàng rất chất lượng các bác nhá, hàng rất chất lượng này. Hàng made in Germany. Đó, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Chắc con này thì nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy nhá. Đấy, cũng khá là nặng luôn, nặng khoảng 4 5 lạng gì đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là dao chặt Đức, giá của nó sẽ là 150.000, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tô vít xanh nhá. Các bác lên cho em là tô vít xanh, giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy, tô vít xanh này. Đấy, tô vít xanh. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái vít xanh như này. Đấy, tô vít xanh giá của nó sẽ là 40.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là
một đầu vít, một công nối dài và 30 mũi vít nhá, 30 mũi vít khác nhau. Đó, to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác ba khe đầy đủ hết cho các bác luôn. Con này thì rất là tiện, các bác chỉ cần là lắp vào đầu vít này cho em này, sau đó thì mình sập cái này vào này. Đấy. Cái này thì các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn ở đây nhá. Đấy. Tùy chỉnh dài ngắn ở đây để mình sử dụng này. Đấy. Thích chỉnh dài thì được dài, thích chỉnh ngắn thì được ngắn nhá. Đó, rất là tiện. Đây, đấy, rất tiện luôn. Và ngoài ra nó sẽ có cả một cái đầu công ngang như này thì các bác có thể lắp vào đây. Lắp vào đây để mình xoáy ngang cho em này, rất là tiện này. Đấy, xoáy ngang, có cả công ngang luôn. Thì đây nó sẽ là những cái hàng vít phổ thông nhá. Lục giác ba khe múi khế, rồi nói chung là tất cả các loại như này. Đây là các bác dùng để sửa chữa lặt vặt máy tính, điện thoại, rồi laptop các kiểu, con là điều đều được hết nhá. Đấy là mình sử dụng thôi. Hàng rất chất lượng và xịn sò luôn. Lên cho em là tô vít xanh, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con tô vít xanh như này nhá. Tô vít xanh giá của nó sẽ là 40k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dàn sản phẩm, đó là cái sen quạt. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đây sẽ là một con sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì bên shop về thì nó sẽ là một cái dòng sen như này. Con này dùng nóng lạnh thoải mái nhá, dùng nóng lạnh thoải mái luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cái này là giúp đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Dây dài 1,5 m nhá. Đấy các bác về các bác kết nối dây vào đây cho em. Dây dài 1,5 m, có thể ngoắt nghéo này, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Thì con này giá thì chỉ có 100 cành thôi. Con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt và dùng nóng lạnh thoải mái. Đây, hàng đóng gói cực kỳ đẹp luôn. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sen quạt này. Tăng áp nhá, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100 cành nhá. 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác nhá, bình thường mà các bác dùng cái sen thường thì nó rất là yếu. Đấy, nhưng mà dùng con sen quạt này thì nó rất là mạnh. Giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đây các bác này. Đấy. Có thể ngoắt nghéo này, điều chỉnh này. Đấy. Nước ra dạng lưới này, tăng áp lực nước rất là tốt luôn các bác nhá. Đó, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình tắm xịt rửa rất là thích luôn. Dùng cái vòi bình thường thì nó rất là yếu, nhưng mà dùng cái sen quạt tăng áp này thì nó khá là mạnh luôn. Và có lõi lọc luôn nhá, có lõi lọc luôn. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Rồi ok.